Thì tôi muốn chia sẻ lại một chút, đó là hồi hôm qua chúng ta đã học về NLP. NLP nó là gì và cái nguyên lý hoạt động của cái não bộ của chúng ta, con người chúng ta, cái năng lực tiềm ẩn trong con người của chúng ta nó như thế nào. Thì thì chúng ta đã học được về cái những cái nguyên lý và cái chúng ta đã hiểu về cái tiềm năng hoạt động của não bộ. Đó là con người chúng ta đó, thì nó có 3 phần nhé các bạn, nó có 3 phần. Thì đó là nhận thức nào và tiềm thức, ok, và đây là cơ thể chúng ta. Và cơ thể của chúng ta đấy thì nó hoạt động dựa trên nguyên lý đó là gì, con người chúng ta có làm được việc hay không thì nó luôn luôn, chúng ta có làm hay không, có hành động hay không đó, thì nó luôn luôn phụ thuộc vào cái tiềm thức của chúng ta. Còn nhận thức thì nó luôn đưa ra cái quyết định, nó luôn luôn đưa ra cái quyết định. Và nhận thức đó là một cái, đó là gì, nó là cái bộ lọc cho con người chúng ta. Nếu bộ lọc của chúng ta chấp nhận cho những điều tiêu cực nó đến với cuộc sống của mình, thì những điều tiêu cực nó đến với con người chúng ta. Nó giống như ngày xưa khi mà chúng ta đi học đấy, mà chúng ta được bạn bè nói rằng là nhà này, hay là bố mẹ chúng ta nói là gen của cái nhà này đó là học dở đấy, và bắt đầu chúng ta tin rằng là cuộc đời của chúng ta nó là học dở và chúng ta học ngu, và cuối cùng đó là dù chúng ta cũng chăm chỉ, chúng ta cũng nỗ lực nhưng chúng ta vẫn không giỏi được. Và thậm chí là có những người đó là chúng ta càng nỗ lực bao nhiêu, chúng ta chăm chỉ bao nhiêu, chúng ta càng cố gắng bao nhiêu đó thì chúng ta càng ngu bấy nhiêu. Bởi vì đơn giản đó là chúng ta đây, cái nhận thức này lọc vào cái bộ lọc của chúng ta, đó là chúng ta N, đó là chúng ta dở, chúng ta kém, chúng ta làm không có thành công, chúng ta giao tiếp không tốt, chúng ta thuyết trình không tốt. Đó là những cái gì mà nhận thức này nó đã đưa vào trong tiềm thức của chúng ta. Và tiềm thức này thì nó làm đúng một việc thôi, đó là đồng ý và cho thêm. Và sau đó nó có một cái trường năng lượng, đó là nó luôn cho nhiều hơn nữa. Tức là khi mà chúng ta cài đặt vào tiềm thức nó đủ nhiều đó, thì trường năng lượng của chúng ta nó làm một việc, đó là gì? Nó đồng ý và nó cho thêm, và cho thêm nhiều hơn nữa. Vậy thì bây giờ là cái mục tiêu này, có phải là việc mà chúng ta không có được những điều mà chúng ta mong muốn á, bởi vì một phần đó là do chúng ta không biết điều chúng ta mong muốn đó là gì, nên chúng ta không đạt được những điều mình muốn. Nên nguyên tắc đó là khi mà chúng ta đã bắt đầu có được những cái chúng ta đã hiểu về nguyên lý hoạt động của chúng ta, đó là chúng ta cần phải nói về điều mình muốn, chúng ta hình dung về điều mình muốn, đó là, và sau đó chúng ta kích hoạt cái năng lượng của mình. Vậy thì cái đầu tiên về cuộc sống, để chúng ta có thể đạt được cái thành công trong cuộc sống, thì chúng ta cần phải xác định rõ đó là điều chúng ta mong muốn trong cuộc đời này đó là cái gì. Chúng ta cần phải xác định đó là điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống này đó là gì. Vậy thì cái mục tiêu chúng ta trong cái cuộc sống này, đó là mục tiêu của chúng ta đó là cái gì. Chúng ta cần phải xác định là 5 năm nữa, hay là 10 năm nữa, hay là 30 năm nữa, con người mà chúng ta muốn trở thành đó là gì, chúng ta muốn có được những cái điều gì. Thì tôi muốn chia sẻ ví dụ như thế này, đó là nếu bây giờ giả sử mà chúng ta đi ra đường, tôi cùng với bạn, đó là chúng ta cùng rủ nhau, đó là chúng ta dắt xe ra và chúng ta đi, có thể là bây giờ tôi sẽ chở bạn trên một chiếc Rolls Royce rất là đẹp, đúng không? Nhưng khi đó bạn lên bạn hỏi tôi là bây giờ đi đâu anh, thì tôi nói là bây giờ em muốn đi đâu, và hai người cứ hỏi nhau đi đâu đi đâu đi đâu, thì dù là ở trong một cái phương tiện rất là tốt nhưng mình vẫn không thể đến được một cái mục tiêu của mình, bởi vì mình đâu biết là mình đi đâu đâu. Nhưng nếu mà tôi hỏi bạn là chúng ta không có một chiếc xe nào, chúng ta không có một phương tiện nào, nhưng chúng ta có một cái mục tiêu, đó là chúng ta sẽ đến tại nhà thờ Đức Bà chẳng hạn. Vậy thì chúng ta có một cái mục tiêu, đó là chúng ta đến tại nhà thờ Đức Bà, thì dù lúc này là chúng ta đi bộ cũng được luôn, đó là chúng ta đi xe đạp cũng được luôn, hay chúng ta đi bất kỳ một phương tiện gì, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển và chúng ta hoàn toàn có thể đến được, bởi vì chúng ta đã có một cái mục tiêu nó rất rõ ràng. Và lúc này thì dựa trên cái, và chúng ta có một cái địa điểm, một cái mong muốn, xin lỗi vô lấy đi, chúng ta thấy xin lỗi các bạn chút là có người nhà vào, vợ của mình vào thì đơn giản đó là bây giờ chúng ta có một cái định hướng, chúng ta có một cái đích đến, chúng ta có một điểm mà chúng ta cần tới đó, thì khi đó chúng ta làm việc, chúng ta sẽ có một cái hướng đi, thì chúng ta sẽ biết lựa chọn. Lúc này vấn đề đó là chúng ta lựa chọn phương tiện gì. Ví dụ như khi mà chúng ta đến nhà thờ Đức Bà và mục đích của chúng ta đó là chúng ta luyện tập thể dục thể thao đó, thì có phải chúng ta sẽ lựa chọn phương tiện đó là chúng ta đi bộ. Nhưng nếu mà chúng ta đến để chúng ta uống cà phê, thì đơn giản chúng ta có thể chọn xe máy, hoặc là chúng ta chọn bất kỳ một phương tiện gì, hoặc là những lúc đó nó là một cái việc đó rất gấp, thì thay vì chúng ta sẽ chọn phương tiện đó là ô tô, thì có thể là chúng ta sẽ bị kẹt đường, thì lúc này chúng ta sẽ chọn cái phương tiện đi xe máy cho nó thuận tiện. Nhưng nếu thời gian của chúng ta nó thư thả hơn, nó thoải mái hơn, thì có thể chúng ta chọn đó là chúng ta đi xe hơi, để cho nó cảm thấy là nó mát mẻ, nó sảng khoái,
đúng không? Vậy thì tùy vào cái mục đích của chúng ta nó khác nhau và cái thời gian khác nhau, chúng ta sẽ chọn ra một cái phương tiện khác nhau, đúng không? Nhưng lúc này chúng ta thấy rằng là để đi đến được cái mục tiêu của mình thì chúng ta cần cái bước đầu tiên đó, chúng ta cần phải xác định được điều chúng ta muốn đó là gì, cái điểm đến ở của chúng ta đó là gì. Ví dụ như có nhiều người khi mà tôi hỏi về mục tiêu của họ là gì đó thì họ nói là em muốn thành công. Bây giờ chúng ta cần phải định nghĩa thành công của bạn đó là gì, thành công nó là như thế nào, đúng không? Ví dụ như chúng ta thi đậu đại học và chúng ta nói đó là thành công rồi, đúng không? Vậy thì cái sự thành công của chúng ta ở đây đó là cụ thể nó là cái gì? Vậy thì chúng ta cần phải định hình là mục tiêu của chúng ta nó là cái gì, nó phải rất rõ ràng như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được. Rồi hay là chúng ta muốn là kiếm tiền, chúng ta nói rằng là em muốn có nhiều tiền, nhưng ở đây đó là chúng ta không xác định được là con số tiền chúng ta muốn có đó là bao nhiêu, chúng ta không xác định được là thu nhập chúng ta có là bao nhiêu, thì cái việc mục tiêu chúng ta nó không rõ ràng, nó không cụ thể thì chúng ta sẽ không có để mà chúng ta đạt được. Vậy thì ở đây đó là chúng ta cần phải xác định một cái mục tiêu nó rất rõ ràng trong cuộc sống, đúng không? Bởi vì tôi muốn chia sẻ với các bạn là nếu bạn đã từng đi máy bay chưa, đúng không? Những bạn nào mà chúng ta đã đi máy bay rồi ấy, chúng ta comment ở dưới cái đoạn livestream này là tôi đã từng đi máy bay. Vậy thì nếu những bạn nào mà chúng ta đã đi máy bay đó thì chúng ta sẽ thấy một điều như thế này các bạn. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu di chuyển lên máy bay này, là ví dụ như đây là Sài Gòn và đây là Hà Nội, thì máy bay nó sẽ cất cánh vào cái quãng đường này nó khoảng 2000 km, đúng chưa? Nó khoảng tầm đó 2000 km đấy. Thì chúng ta thấy một điều là gì, máy bay đấy, người phi công ấy, họ đưa lên đây này, sau đó khi mà người ta đưa lên đây thì có phải là cái người phi công đó người ta đã định hình một con đường điểm đến rất rõ ràng, đó là tại Hà Nội, đúng không? Thì người ta mới lập ra một cái quỹ đạo, đó là đường bay như thế nào để đến mục tiêu này. Thì có là người ta phải có một cái mọi cái phương tiện, từ xe máy, từ ô tô, từ xe đạp, từ tất cả mọi thứ, là họ đều có một cái mục tiêu nó rất rõ ràng. Bởi vì nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng, chúng ta không có mục tiêu rõ ràng á, thì chúng ta không biết là chúng ta cần phải học gì, chúng ta không biết nó phải làm gì. Tôi lấy ví dụ nào, nếu mà chúng ta là muốn đơn thuần là làm kế toán thì cái kỹ năng mà chúng ta cần học đó là gì, và cái môi trường chúng ta cần học đó là gì. Hay là nếu chúng ta mục tiêu chúng ta là đi kinh doanh thì chúng ta có nhất thiết là chúng ta phải vào trường đại học để chúng ta học hay không, đúng không? Rồi chúng ta có cần phải đi làm công ăn lương hay không, đúng nhá? Và chúng ta mới xác định được là, hay là chúng ta muốn trở thành một cái người làm về marketing giỏi thì có nhất thiết là chúng ta cần phải đi học kế toán hay không. Bởi vì mục tiêu chúng ta là một người làm marketing thì chúng ta có cần phải học kế toán hay không? Vậy thì có phải là vì việc mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng, không có một cái mục tiêu rõ ràng, nên là chúng ta học rất là nhiều thứ, chúng ta quan tâm về rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng không có cái nào và đạt được cái nào cả? Bởi vì đơn giản đó là chúng ta không biết điều mà chúng ta thực sự mong muốn đó là gì. Ok các bạn? Nên là cái việc mà chúng ta đặt mục tiêu đó, là chúng ta để ý này, những người thành công là họ đều có cái mục tiêu nó rõ ràng. Ví dụ như ngày khi mà tôi bắt đầu làm cái công việc kinh doanh của Nuskin thì tôi đặt cái mục tiêu một cách rõ ràng cho bản thân mình, đó là mình phải trở thành Team Lead Platinum 4 Star trong cái năm đầu tiên luôn. Và đó là tôi đặt cho mình một cái mục tiêu nó rất rõ ràng như vậy. Và tất nhiên là khi mà tôi biết rằng là để trở thành Team Lead Platinum 4 Star thì tôi thấy rằng là mình cần một cái, đó là không chỉ là 16 người. Thì lúc này tôi xác định là thứ nhất là mình cần có 16 người G1, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là tôi cần phải có được 500.000 điểm vào tháng 12. Đó, vậy thì để đạt được tháng 12 mà mình có được 500.000 điểm đấy, thì lúc này nó không thể là một con người mình, một mình được, mà mình phải có hàng trăm con người như vậy thì mình mới có thể đạt được mục tiêu. Vậy thì 100 con người này á, thì không phải là con người không là được, mà 100 con người này, mỗi con người họ đều phải bán được doanh số đó là khoảng 100 triệu đồng một tháng trở lên, thì lúc đó đến tháng 12 mình có thể đạt được, trở thành đó là Team Lead Platinum 4 Star. Vậy thì lúc này khi mà mình đã xác định một cái mục tiêu và mình mới phân tích là cái điều kiện để trở thành cái đó là gì, thì bắt đầu tôi mới lập tức là mình đã thấy rằng là tháng 12 mình phải trở thành Team Lead Platinum 4 Star. Thì ngay tại thời điểm bây giờ này thì tôi phải làm một cái việc, đó là gì? Thứ nhất là mình phải thiết lập ra một cái mô hình về bán lẻ, đó là để mô hình bán lẻ và nó có lãi được từ là 60 đến 100 triệu. Đó là cái đầu tiên mà tôi phải xây dựng xong. Và cái thứ hai đó là tôi thiết lập ra một cái quy trình về marketing, quy trình về bán hàng. Và sau đó tôi mới tập trung tổ chức những cái hội thảo, tổ chức vào những cái chương trình huấn luyện, và tôi tuyển rất đông vào, đưa học viên vào, bắt đầu tôi dạy cho họ để họ bán được hàng. Bởi vì mình trở thành Team Lead Platinum 4 Star thì không thể là một mình được, mà chúng ta cần phải có một đội.
Và lúc này tôi biết rằng là để trở thành team lead Platinum 4 Star đó, thì không thể là chúng ta tuyển những con người bán hàng. Bởi vì những người bán hàng thì nó chỉ tạo ra doanh số, nhưng nó không thể giúp được cho mình đó là vào tháng 12 mình đạt được cái doanh số đó là phải ít nhất đó, là khoảng tầm 500 ngàn điểm thì nó tương đương với khoảng là 15 tỷ, 16 tỷ. Thì lúc đó là mình không thể đơn giản đó là họ chỉ bán hàng được. Bởi vì nếu mà bán hàng không thì không được, mà mình cần phải có những người lãnh đạo. Bởi vì 100 con người thì không thể là mình làm việc với 100 con người này, mà 100 con người này tôi chỉ làm việc với khoảng từ 15 cho đến 20 con người thôi. Vậy thì mình phải build 15 con người đầu tiên, 20 con người đầu tiên tôi tuyển ấy, thì tôi tập trung vào tuyển đó là những người leader, tuyển vào những cái con người lãnh đạo. Và tôi khi vào đây thì mình đào tạo cho họ không chỉ đơn thuần là kiến thức về bán hàng, không đơn thuần là kiến thức về marketing, mà cần phải đào tạo cho họ là trở thành một nhà lãnh đạo. Và mình phải có một cái sự định hướng rất rõ ràng cho họ, đó là trong tương lai họ phải trở thành một nhà lãnh đạo, chứ không phải đơn thuần là một người bán hàng không. Vậy thì tất cả những cái gì mà mình làm đó, nó phụ thuộc vào cái mục tiêu của chúng ta. Còn nếu đơn thuần của chúng ta là mục tiêu một tháng 200 triệu đồng thì chúng ta thực sự chúng ta không cần phải trở thành một người lãnh đạo. Chúng ta chỉ cần là viết quảng cáo tốt, chúng ta chỉ cần bán hàng tốt là chúng ta hoàn toàn có thể thu nhập được 200 triệu đồng một tháng rồi. Nhưng nếu chúng ta muốn có một cái thu nhập đó là 4 tỷ hay 5 tỷ đồng một tháng, đúng không? Hay là xa hơn nữa là trong 5 năm nữa chúng ta muốn có 1 triệu đô la một tháng đấy, thì đơn thuần chúng ta không thể là làm việc một mình được, mà chúng ta phải có một dàn lãnh đạo làm việc với mình. Và những con người này đều là những con người phải có một cái tầm lãnh đạo lớn, thì lúc đó chúng ta mới có thể đạt được những cái doanh số đó là 50 triệu hay là 100 triệu đô la trong một tháng như vậy. Thì lúc đó chúng ta mới có thu nhập được đó là 1 triệu đô la một tháng được, đúng không? Vậy thì ở đây là dựa trên cái mục tiêu đó, chúng ta sẽ phải có những cái, chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải học cái gì, chúng ta cần phải làm gì, và thời điểm này chúng ta phải bắt đầu như thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu đó, đúng không? Còn nếu chúng ta không có một cái mục tiêu rõ ràng, không có một cái định hướng rõ ràng, thì lúc này mỗi ngày chúng ta tỉnh dậy chúng ta cũng không biết là bây giờ làm gì. Bởi vì chúng ta, những gì mà chúng ta làm, bởi vì chúng ta đâu biết, đâu trả lời được là tôi làm cái điều này là vì cái điều gì đâu, đúng chưa? Nên cái rất quan trọng của trong cuộc đời của chúng ta có thành công hay không ấy, chúng ta cần phải xác định được là cái đích đến cuối cùng chúng ta muốn đạt được là gì, cái mục tiêu mà chúng ta muốn chạm tới đó là cái gì. Bởi vì khi chúng ta có mục tiêu nó rõ ràng thì chúng ta cần biết là chúng ta cần phải làm gì, chúng ta phải làm như thế nào. Ok không ạ? Và một câu hỏi mà tôi muốn dành cho chúng ta ở đây, chúng ta chuẩn bị giấy bút và chúng ta viết ra những câu trả lời, chúng ta comment dưới các đoạn livestream này luôn nhé các bạn. Vậy thì cái mục đích và mục tiêu nó khác nhau như thế nào? Chúng ta cần phải phân định được là mục tiêu và mục đích nó khác nhau như thế nào nhé bạn. Tôi muốn tất cả chúng ta comment về cái suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Mục tiêu nó là gì và mục đích nó là gì? Hai cái này là giống hay là khác nhau? Và nếu mà khác nhau thì khác nhau là khác nhau như thế nào? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về cái quan điểm của bạn, về cái ý kiến của bạn. Bởi vì tôi muốn là những cái phần livestream của tôi thì chúng ta có một sự tương tác với nhau, chúng ta có một sự trao đổi với nhau, để nó, cái việc mà học của chúng ta nó được diễn ra nó hiệu quả hơn. Nên tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về mục tiêu là gì, mục đích đó là gì. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment xuống các bạn. Rồi, mục tiêu là gì, mục đích là gì? Rồi, và nếu khác nhau thì nó khác nhau như thế nào? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment đi các bạn. Chúng ta học mà chúng ta tương tác với nhau đó thì nó rất là tốt. Cái việc mà chúng ta học mà chúng ta tương tác, chúng ta suy nghĩ, chúng ta trả lời, đó, không có gì đúng hay sai nhé các bạn. Nó chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Nó chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi nhé các bạn. Rồi, chào chị Mai Thị Trinh. Mục tiêu là thứ cần đạt được, mục đích là để làm gì, mục tiêu là cái mình muốn và mục đích là mình muốn cái đó để làm gì. Thanh Huyền, được không? Hạnh Phan. Rồi mọi người, chúng ta comment đi các bạn, comment đi. Mục tiêu là gì, mục đích là gì, mục tiêu là gì và mục đích là gì các bạn? Nào, comment mục tiêu là gì, mục đích là gì. Võ Âu Phước, mục tiêu là trở thành người bán hàng xuất chúng. Mục tiêu là một cột mốc để đặt ra để mình chinh phục. Còn mục đích là ý nghĩa đằng sau mục tiêu khi đạt được là gì. Rồi, mục tiêu là những cái mình đạt được, mình đặt ra và phải hoàn thành được nó. Ví dụ như 5 năm nữa đạt được mục tiêu 30 triệu một tháng. Mục tiêu là thứ mình mong đạt được. Mục đích là vùng dùng kết quả đó để làm gì. Mục tiêu là cái mình mong muốn đạt được trong cuộc sống. Mục đích là mình cần đặt mục tiêu để hoàn thành nó. Mục đích là điểm cần đến. Mục tiêu chính là cái đích lớn nhất mình hướng đến. Còn mục đích chính là mục tiêu ngắn hạn.
Ok, cảm ơn tất cả anh em. Đó là chúng ta có những cái comment, có những cái suy nghĩ rồi đúng không? Thì tôi muốn chia sẻ với chúng ta đó là chúng ta không có gì đúng hay sai. Nhưng tôi lấy một cái ví dụ như thế này, tôi thấy có rất nhiều bạn chúng ta comment rất chính xác rồi các bạn. Đó là gì? Tôi lấy ví dụ nhá. Mục tiêu của chúng ta đó là ngày 30 tháng 12 năm 2013. À quên, ngày 30 tháng 12 năm 2019. Cái mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi ra Nha Trang. Đó chính là mục tiêu của chúng ta đúng không ạ? Mục tiêu là nó cần phải có ngày giờ tháng năm chúng ta đạt được. Ví dụ ngày 30 tháng 12 năm 2013 tôi đi Nha Trang. Thì cái đích đến là chúng ta đo lường được đúng không ạ? Và có ngày giờ cụ thể mà chúng ta cần phải đi đến được đó. Nhưng cái mà mục đích của chúng ta khi mà đi ra Nha Trang đó là gì? Mục đích có thể đó là chúng ta đi ra Nha Trang để chúng ta đi du lịch này, chúng ta có thể ra đó làm từ thiện này, có thể chúng ta ra đó để chúng ta đi học này, hay là ra đó để chúng ta thăm người yêu này, hay là chúng ta ra đó để gặp bố mẹ vợ này. Thì đó là chúng ta có một cái mục đích nó khác nhau. Vậy thì có thể là chúng ta cùng với nhau là một mục tiêu, đó là ngày 30 tháng 12 năm 2019 là chúng ta cùng ra Nha Trang. Đó chúng ta có một mục tiêu giống nhau đúng không ạ? Nhưng cái mục đích của chúng ta ra đó khác nhau. Có thể tôi ra đó là để chơi mấy môn thể thao dưới nước, còn bạn thì có thể đó là đi làm từ thiện, có bạn thì có thể là đó là đi học. Vậy thì mỗi người chúng ta đều có cái mục đích nó khác nhau. Vậy thì trong cái công việc của tôi khi mà chúng tôi kinh doanh về Nu Skin cũng thế. Vậy thì mục tiêu chúng ta đều đó là Team Elite Platinum 4 Star. Thì mỗi người chúng tôi đều có một cái mục đích khác nhau. Ví dụ như cái mục đích của tôi khi mà tôi làm về cái công việc kinh doanh của Nu Skin ấy, thì đó là có là tất cả chúng ta đều có cái mục tiêu giống nhau, đó là đều phải trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Đó. Thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu đó đấy, thì mục đích có những bạn ấy là muốn để đưa ba mẹ của mình được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Đúng không? Bởi vì khi mà trở thành Team Elite Platinum 4 Star thì mỗi năm như thế là họ sẽ có 6 cái chuyến đi cả trong nước và quốc tế. Nó là hoàn toàn miễn phí cả mình và bố mẹ của mình. Đúng không? Thì nó là hoàn toàn là miễn phí, thì có những bạn là vì như thế. Hay là có những bạn là vì họ muốn đó là có tự do về thời gian và có tự do về cái tài chính. Có là lúc mà bình thường thì họ làm việc, nhưng khi mà họ cần có thời gian cho gia đình, có cần thời gian cho con cái, thì cái hệ thống kinh doanh của họ nó vẫn hoạt động và thu nhập của họ vẫn có. Thì lúc này họ tập trung, họ dành thời gian được cho gia đình, có thời gian dành cho bố mẹ, có dành thời gian cho con cái. Thì đó là có một số người thì có mục đích như thế, đúng không? Còn những người thì họ cũng đã có tiền rồi, họ đã có tài chính rồi, họ có mối quan hệ rồi, mọi thứ đều rất tốt rồi. Nhưng vì là cái bây giờ tiền họ nhiều và cái quan trọng đó là họ đặt câu hỏi là họ sống trong cuộc đời này vì điều gì. Thì lúc này đó là họ muốn làm một cái mới, họ muốn một cái thách thức mới. Thì bắt đầu họ kinh doanh của Nu Skin và lấy Nu Skin đó là một cái chặng đường mới của cuộc đời của mình. Đúng không? Và cái Team Lead Platinum 4 Star đó là một cái đích đến, là một cái mục tiêu. Đúng nhận. Và họ đo lường cái đó bằng việc đó là thông qua việc mà họ đã giúp đỡ được cho bao nhiêu con người thành công trong cái công việc kinh doanh này. Có những người thì họ là đến cái công việc này với chỉ mục đích đơn giản, đó là giúp đỡ cho những người khác thành công mà thôi. Đúng nhận. Và họ đặt ra một cái mục tiêu, đó là phải trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Và mình phải thành công thì mình mới giúp được những người khác thành công. Vậy thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái mục đích khác nhau, nhưng mục tiêu chúng ta đó là một cái mục tiêu chung. Ví dụ như cái mục tiêu của tôi đó là trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Nhưng cái mục đích của tôi đó là khi mà làm cái này đó là gì? Thứ nhất là tôi muốn cho mọi người thấy rằng là tôi làm mọi thứ đều rất là nhanh. Đúng không? Thứ nhất là rất là nhanh. Thứ hai nó rất là bền vững. Và một cái mục đích của tôi nữa đó là gì? Tôi muốn cho mọi người thấy rằng là giới trẻ của Việt Nam họ đều là những người rất xuất sắc, họ đều là trở thành một con người rất là xuất chúng và làm nên một cái chiến lược nó hoàn toàn khác biệt. Đúng không ạ? Và tôi muốn dâng cao cái ngọn cờ của đất nước Việt Nam trên cái thị trường ở trên thế giới, và muốn để cho cái thế giới này họ nhìn vào đất nước Việt Nam và họ nói wow. Và các bạn biết là vừa rồi khi mà chúng tôi đi Nhật Bản này, hay là chúng tôi đi tại Monaco, và thế giới họ phải nhìn vào đất nước Việt Nam và họ nói wow. Bởi vì cái đội nhóm này họ làm quá nhanh và họ làm rất là mạnh và tạo ra một cái doanh số rất đột phá, không chỉ ở tại Việt Nam mà ở cả trên thế giới. Bởi vì đó là kinh doanh của mình, nó không chỉ đơn thuần là Việt Nam mà mình còn kinh doanh ở cả châu Âu, ở cả châu Mỹ. Và mình làm mọi người ấy doanh số nó một cách đột phá. Mà đột phá không chỉ về doanh số mà đó là về cả con người. Và những con người này đều là những con người rất trẻ, không kiến thức, không kỹ năng, không kinh nghiệm, không tài chính, mà họ vẫn có thể thành công rất lớn như vậy. Và nó tạo nên một câu chuyện truyền cảm hứng đến cho mọi người trên thế giới. Thì đó là cái mục đích của mình khi làm. Và tôi muốn thông qua cái công việc kinh doanh này
thì tôi muốn phát triển về những cái chương trình huấn luyện của mình, về chương trình về phát triển bản thân đến cho thế hệ trẻ Việt Nam. Và thông qua cái phương tiện của kinh doanh của Nuskin ấy, thì mình giúp cho nhiều bạn trẻ họ thay đổi về cái tư duy, họ thay đổi về cái con người của họ. Và qua cái công việc này họ không chỉ thay đổi về con người, họ trở nên một con người tốt hơn, mà họ còn có thêm cái thu nhập của họ nữa. Thì đó là cái mục đích của tôi khi mà kinh doanh Nuskin. Thì đó là mình có một cái mục tiêu, đó là trở thành Team Lead Platinum 4 Star. Nhưng cái mục đích của mình khác nhau. Vậy thì mỗi ngày mà khi mà tôi bắt đầu vào cái công việc này đó, là dù mình đã trở thành Team Lead Platinum 4 Star rồi, dù cái công việc này bây giờ tôi có làm hay không có làm đấy, thì nó vẫn tạo ra một cái nguồn thu nhập rất lớn. Và mỗi tháng đó là hai vợ chồng mình thì không thể xài nó hết được cái số tiền đó. Đúng là mình vẫn có thể đi du lịch ở khắp mọi nơi và nguồn thu nhập nó vẫn mang về cho mình. Nhưng có một điều là đó là tại sao mình vẫn không dừng cái công việc này. Và mỗi ngày tôi vẫn cam kết đó là 5 giờ sáng tôi tỉnh dậy và tôi đào tạo và huấn luyện cho đội ngũ leader của mình. Tại sao mình lại làm được cái điều đó? Bởi vì đơn giản là tôi có một cái mục đích nó rất rõ ràng. Đó là mình cần phải giúp cho nhiều bạn trẻ họ thay đổi cuộc sống của mình, họ trở nên thành công hơn và họ vươn tầm ra về thế giới. Bởi vì cái ý nghĩa trong cái cuộc đời này đó là gì? Và mình luôn đặt một câu hỏi, đó là mình sống trong cuộc đời này là vì điều gì? Đúng không? Nếu mà bây giờ mình nghỉ hưu thì không khác gì là mình vào Bình Hưng ngoài mình sống. Mình ở trong đó mỗi tháng mình chẳng cần phải làm gì cả, mình chẳng phải suy nghĩ gì cả. Một tháng mình vẫn nhận 2 lần tiền lương đàng hoàng, rất đầy đủ, rất an nhiên, rất là tự tại, không cần phải suy nghĩ gì cả. Thì như vậy thì cuộc sống nó trở nên nó rất vô nghĩa, đúng không ạ? Nhưng vì mình nghĩ là mình sống trong cuộc đời này vì cái điều gì, thì lúc đó tôi mới tập trung vào làm. Và mỗi ngày để giúp cho những người khác thành công thì bản thân mình phải làm được. Và cái điều đầu tiên đó là tôi đã làm được. Và bây giờ đó là mình phải cam kết, mình phải hành động. Mình cho mọi người thấy rằng là bản thân bây giờ tôi đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Tôi đạt được những điều mình mong muốn rồi, mà tôi không phải lo nghĩ về những điều đó nữa. Nhưng tôi vẫn cam kết với tất cả mọi người, tôi có mặt ở đây cùng với mọi người, đó là vì tôi muốn giúp cho tất cả mọi người có được cái sự thành công. Và tôi ở đây đó là vì họ, vì cuộc sống của họ, vì tương lai của họ. Và đó là cái mà mình có một cái mục đích, mình có một cái lý do nó rất rõ ràng. Thì lúc đó mình tiếp tục làm tiếp. Và tôi đặt ra, khi mà tôi đạt được mục tiêu đầu tiên rồi đó, thì tôi mới đặt ra cho mình một mục tiêu nó thách thức hơn. Đó là tháng 12 năm 2023 mình đạt được doanh số đó là 1 tỷ đô. Vậy thì đó là mình có một cái mục tiêu nó rất rõ ràng, đúng không ạ? Rồi sau đó thì mình có những cái mục đích. Thì những lúc nãy ở giờ tôi nói, đó là mình phải có một cái mục đích nó rất rõ ràng như vậy. Thì khi mà chúng ta có một cái mục đích rõ ràng như thế, thì chúng ta khi mà làm, ví dụ như bị thị trường đó là người ta bán phá giá, rồi bị người này lấy, người kia nghỉ, người kia làm, đúng không? Thì nó có vô vàn thứ xảy ra. Thực ra khi mà chúng ta kinh doanh thì không có một cái mô hình kinh doanh nào mà không có vấn đề. Kinh doanh nào cũng có vấn đề. Nhưng quan trọng chúng ta là một nhà lãnh đạo, chúng ta có cái mục tiêu nó rõ ràng, chúng ta có một cái mục đích rõ ràng, thì chúng ta cần phải tập trung vào giải pháp và chúng ta băng qua đó và chúng ta phải đạt được cái mục tiêu của mình. Chứ không có con người nào khi mà đặt ra mục tiêu làm mà không có thử thách. Ai cũng có những khó khăn, ai cũng có những cái thách thức. Nhưng khi chúng ta có được cái mục đích rõ ràng thì chúng ta vượt qua cái khó khăn đó rất dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta đặt ra mục tiêu mà chúng ta không có một cái mục đích cho cái mục tiêu đó, không có một ý nghĩa của việc mà chúng ta chinh phục mục tiêu đó, thì chúng ta rất dễ dàng để chúng ta bỏ cuộc, chúng ta rất dễ dàng chấp nhận đó là thua cuộc. Nên đó là khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu, chúng ta cần phải gắn cho nó đó là mục đích của chúng ta khi làm cái điều này đó là cái gì, cái điều mà để chúng ta đạt được mục tiêu này đó là vì cái gì, đúng không ạ? Rồi hay là khi mà tôi làm về những khóa học cũng thế, cái mục tiêu đó là mình giúp cho những bạn này thay đổi, đúng không? Chúng ta có cái mục đích đó là phải giúp cho họ phải thay đổi cái cuộc sống của họ. Đó là chúng ta có cái mục đích nó rất rõ ràng như thế. Nên là mọi học viên đến, chúng ta đều phải giúp cho họ thay đổi về cái mindset. Và chúng ta cùng với nhau, đó là ví dụ như cái chương trình của Leadership đó, là 3 ngày 3 đêm như vậy, chúng tôi không ngủ. Và trước đó là chúng ta còn có 1 ngày 1 đêm nữa là chúng ta cũng không ngủ và chúng ta cống hiến, dành tất cả tâm huyết, tất cả trái tim cho cái khóa học đó để giúp cho học viên thay đổi cái cuộc đời của họ. Và chúng ta không có quan tâm đến việc mà chúng ta có bao nhiêu tiền từ cái đó, bởi vì chúng ta đã có những hoạt động về kinh doanh rồi. Và cái mà chúng ta quan tâm lớn nhất ấy, đó là mình sẽ giúp cho những con người này họ thay đổi. Và chúng ta phải làm điều đó, chúng ta sống hết mình vì điều đó, chứ chúng ta không quan tâm về lợi nhuận. Bởi vì cái mục đích của chúng tôi đó là phải giúp được cho họ thay đổi, đúng không ạ? Và mỗi tháng, mỗi một, cái 2 tháng như vậy, chúng ta có cái mục tiêu đó là phải đưa 100 con người, phải giúp cho 100 con người thay đổi, đúng không? Và tại sao chúng ta nỗ lực, chúng ta cống hiến, chúng ta làm dù chúng ta không có tài chính ở trong đó, nhưng chúng ta vẫn làm bởi vì chúng ta hiểu rõ cái mục đích của mình làm vì điều gì.
Nên là khi chúng ta có cái mục đích nó rõ ràng trong cuộc sống, khi mà chúng ta làm mục tiêu thì mọi khó khăn, mọi thách thức chúng ta vượt qua nó rất là dễ dàng. Ok chưa các bạn? Nên cái đầu tiên đó là chúng ta cần phải xác định một cái mục tiêu nó rõ ràng trong đời của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu đấy, thì chúng ta phải thiết lập mục tiêu như thế nào đây? Đó là nguyên tắc khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu đó, đó là chúng ta phải thiết lập mục tiêu nó phải lớn. Tại sao chúng ta phải thiết lập mục tiêu lớn các bạn? Tại sao chúng ta phải thiết lập mục tiêu lớn? Tôi muốn tất cả chúng ta comment. Tôi muốn chúng ta cùng tương tác và comment là tại sao chúng ta phải thiết lập mục tiêu lớn. Các bạn thấy là khi mà tôi thiết lập về bất kỳ một mục tiêu nào đó, thì tôi đều đặt cho mình những cái mục tiêu nó rất lớn. Và trong cái lịch sử của Nu Skin đó, chưa có ai đạt mục tiêu. Cứ là làm 3 năm, đến nay là tôi làm cái thằng 6 này là tôi tròn 3 năm nhé các bạn. Và 3 năm thì xong thằng 6 này tôi cũng là năm thứ 3 của Team Lead luôn. Đó, 3 năm đều là 3 năm Team Lead Platinum 4 Star. Năm đầu tiên là Team Lead 4 Star. Năm vừa rồi là Team Lead Platinum 4 Star. Và năm nay cũng là Team Lead Platinum 4 Star. Có là khi mà mình đặt cái mục tiêu đó, và năm nào mình cũng đều đạt ra những cái thành tích rất lớn như vậy. Đúng không? Và các bạn biết là khi mà tôi đặt mục tiêu, tôi đặt cái mục tiêu đó và ở trong New Skin thì các bạn là tôi đã làm vượt trội so với những con người khác. Thậm chí người ta làm trước mình 6 năm nhưng mình vẫn có thể vượt được qua họ. Bởi vì một nguyên tắc khi mà tôi thiết lập mục tiêu đó là tôi thiết lập mục tiêu lớn. Và mọi người nói với tôi rằng đấy, nói trước bước không qua, chém gió. Cho đến khi mà mình đạt được mục tiêu đó thì không ai nói mình chém gió nữa. Và người ta sẽ chuyển qua đó là ngưỡng mộ mình. Đúng không ạ? Vậy thì tôi thiết lập mục tiêu lớn và vì thế này các bạn. Tôi lấy ví dụ như ngày xưa chúng ta đã nhảy môn nhảy cao. Các bạn là cái bước đầu tiên mà chúng ta nhảy được đó, thì thường nó rơi vào khoảng tầm 1 mét. Bây giờ chúng ta muốn nhảy lên khoảng tầm 1m05. Thì các bạn là chúng ta sẽ chạy đà để chúng ta nhảy đúng không ạ? Bây giờ chúng ta lên thêm nữa là 1,1m. Chúng ta phải chạy đà xa hơn một chút, chúng ta bước qua đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nhảy lên, đó là 1m15. Chúng ta phải tập luyện nhiều hơn, chạy đà xa hơn. Rồi bây giờ lên là 1m2. Thì có vẻ chúng ta phải tập luyện nhiều hơn và chạy đà xa hơn, chúng ta mới qua được 1m2. Bây giờ ông thầy chúng ta tăng lên, đó là 1m3. Và bây giờ có vẻ chúng ta phải tập luyện nhiều hơn, chạy đà xa hơn, và chúng ta tập luyện nhiều ngày hơn thì chúng ta mới nhảy qua được mức sàn 1m3. Và sau đó ông thầy tăng lên cho chúng ta, đó là 1m4. Và lúc này các bạn là chúng ta cần phải tập luyện nhiều hơn, nhiều ngày hơn, tập một cách điên cuồng hơn, tập ngày tập đêm và chúng ta luyện đà xa hơn và chúng ta tập một cách cật lực hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu nhảy qua được mức sàn đó là 1m4. Nhưng nếu bây giờ ông thầy chúng ta nâng cho chúng ta đó là mức sàn đó là 14m, thì câu hỏi đó là bây giờ làm sao để chúng ta nhảy qua được 14m, làm sao để chúng ta nhảy qua được mức sàn 14m đây các anh chị? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment làm sao để chúng ta nhảy qua được mức sàn 14m ạ. Làm sao để chúng ta nhảy qua được mức sàn 14m? Tôi muốn tất cả chúng ta cùng comment làm thế nào để chúng ta nhảy qua được mức sàn 14m ạ. Làm thế nào để chúng ta nhảy qua được mức sàn 14m ạ? Làm thế nào? Làm sao để nhảy qua được mức sàn 14m đấy. Kiếm cây sào, Minh Khôi kiếm cây sào, gậy chống lấy đà nhảy. Yes. Là sao để chúng ta nhảy qua được mức sàn 14m đây anh chị? Dùng tôn hỗ trợ, đúng rồi. Chính xác. Dùng thang, chính xác. Dùng gì nữa các bạn? Dùng gậy chống, chính xác luôn. Nhảy kiểu khác, nhảy kiểu gì đây Vũ Văn Tín? Hello Nghiêm Văn Hùng. Nào. Đặt mục tiêu 15m, làm sao để nhảy đây? Dùng gậy chống nhảy qua, đúng không ạ? Các bạn chúng ta sẽ dùng được máy bay này, chúng ta dùng trực thăng này, chúng ta dùng dây này, rồi chúng ta dùng lò xo này, đúng không? Phải nhảy qua thành công từng bước sàn, nhảy qua 14m, đúng không ạ? Thế các bạn chúng ta phải dùng máy bay này, chúng ta dùng kinh khí cầu này, chúng ta dùng rất nhiều cái phương tiện khác nhau. Chúng ta phải dùng rất nhiều cái phương tiện khác nhau và chúng ta nhảy qua. Lúc này chúng ta không thể là chạy đà theo là chạy luyện tập theo là cái cách cũ được, mà chúng ta phải dùng đến một cái phương tiện, dùng đến một cái công cụ khác
để chúng ta nhảy thì lúc đó chúng ta mới vượt qua được cái mức xà 15m được. Vậy thì có phải là đầu tiên khi mà ta nói rằng là thế nào để chúng ta nhảy qua được mức xà 14m này đó, thì chúng ta có một cái suy nghĩ trong đầu là 14m làm sao chúng ta nhảy được, đúng không? Chúng ta nói 14m làm sao chúng ta làm được, 14m làm sao mà chúng ta nhảy được. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ ở trong đầu. Và chính những cái đó nó ngăn cản lại chúng ta, nó chặn lại chúng ta và làm chúng ta không thể nhảy được, đúng không ạ? Vậy thì cái ở đây đó là gì? Chúng ta cần phải vượt được qua cái đầu tiên ấy. Chúng ta thiết lập mục tiêu lớn này. Và với mục tiêu nó khác nhau, có phải chúng ta có chiến lược khác nhau không? Đúng không ạ? Vì chúng ta mục tiêu nhỏ, nếu mà chúng ta có muốn có thu nhập 10 triệu đồng, chúng ta sẽ chọn đi làm công ăn lương, chúng ta chọn bán những công việc nhỏ nhỏ, bán hàng nhỏ nhỏ. Rồi chúng ta muốn lên là sau đó chúng ta lên 15 triệu thì chúng ta lại bán hàng nhiều hơn, đúng không? Rồi chúng ta muốn 20 triệu thì chúng ta lại tập luyện nhiều hơn, chúng ta bán hàng nhiều hơn, chúng ta nhập hàng nhiều hơn, chúng ta làm doanh số nhiều hơn. Rồi sau đó chúng ta lên được 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu thì chúng ta làm cũng công việc bán hàng, thì chúng ta đạt được điều đó. Nhưng câu hỏi nếu bây giờ chúng ta đặt mục tiêu đó là chúng ta phải có doanh lợi nhuận đó là 2 tỷ một tháng, thì nếu là làm cái công việc của chúng ta như hiện tại, chúng ta có làm được không? Đó là hoàn toàn chúng ta không thể làm được, đúng không ạ? Thì cái 2 tỷ nó giống như là cái mục tiêu của chúng ta là 14m, đó chính là 2 tỷ. Còn từ 1m cho đến 1m4 nó giống như mức lương là từ 10 triệu cho đến 100 triệu. 10 triệu cho đến 100 triệu thì nó giống như là mức xa từ 1m cho đến 1m4. Nhưng nếu mà chúng ta muốn kiếm được cái thu nhập 1 tỷ đến 2 tỷ đồng trở lên, nó giống như việc mà chúng ta phải nhảy lên 14m. Thì lúc này chúng ta không thể dùng theo cách thức cũ được. Chúng ta không thể bán hàng theo cách cũ được. Chúng ta không thể làm cái công việc cũ được. Chúng ta muốn có thu nhập 2 tỷ đồng một tháng thì chúng ta không thể chọn bằng cách đó là chúng ta bán hàng. Chúng ta cũng không thể chọn bằng cách đó là chúng ta đi làm công ăn lương. Chúng ta cũng không thể chọn bằng cách đó là tự làm lấy được. Bởi vì để có thu nhập 2 tỷ đồng một tháng đó, thì chúng ta phải làm câu chuyện nó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta phải làm một cách khác, chúng ta dùng đến những công cụ, chúng ta phải dùng đến phương tiện. Ví dụ như khi mà bây giờ với cái thu nhập của mình đó, và ngày xưa mà tôi đặt cái mục tiêu đó để có thu nhập trên 1 tỷ một tháng, thì tôi phải chọn ra một cách thức khác, chứ không thể làm theo cái cách thức cũ được. Vậy thì lúc này tôi mới biết được một điều rằng như thế này quá. Và khi mà ngày xưa khi mà tôi nói về những cái mục tiêu của mình đó, thì mọi người đều nói rằng là tôi bị khùng, tôi bị điên, làm sao mà có thu nhập đó được. Thậm chí là 4 năm trước đấy, khoảng 5 năm trước, là 4-5 năm trước, ở đây có Facebook có bạn Lê Văn Trung là bạn của tôi, là lúc mà tôi ở Singapore đó, là tôi từ Singapore về và tôi không có tiền, tôi ở nhà và tôi đến ở nhà của những bạn đó, là 4-5 con người ở trong một căn phòng đó. Và lúc đó đó là tôi cũng có những cái công ty mời về, họ trả lương rất cao, nhưng tôi không đi làm. Và mọi người nói với tôi rằng là mày khùng á, bây giờ đi làm đi, bây giờ tiền không có tiền ăn này, không có tiền ở này, thì mày đi làm tạm đi, công việc để có thu nhập. Tôi nói không, cái mục tiêu của tôi không phải là như vậy. Tôi không muốn chỉ có cái thu nhập tháng mấy chục triệu đồng, tôi muốn có tiền tỷ hàng tháng. Thì tôi không thể, và chọn cái con đường đó là đi làm công ăn lương, nó không bao giờ giúp tôi đạt được cái mục tiêu đó. Và lúc đó mọi người nói là mày khùng quá, mày ảo tưởng. Bởi vì sao? Là mày phải nhìn vào thực tế, bây giờ đâu có ai tin nữa, đúng không? Mày đâu có uy tín, đâu có thương hiệu, bây giờ tiền không, mối quan hệ không, tất cả mọi thứ là không, thì làm sao mà mình có được cái thu nhập đó được. Nhưng tôi vẫn tin vào con đường mình, tôi vẫn đặt cho mình cái mục tiêu đó là mình phải có thu nhập 2 tỷ một tháng. Lúc đó là tôi đặt mục tiêu đó là mình phải có thu nhập 2 tỷ một tháng. Và tôi biết là mình phải chọn về con đường kinh doanh, có thể khó khăn bây giờ, nhưng trong tương lai chắc chắn mình sẽ thành công. Đó. Mình biết rằng là trong tương lai chắc chắn là mình sẽ thành công, nên là tôi phải đặt cho mình cái mục tiêu lớn. Và dù rất nhiều người phản đối, nhưng tôi vẫn đặt cái mục tiêu đó. Và tất nhiên tôi sẽ lựa chọn phương tiện đó là không đi làm công ăn lương, mà tôi lựa chọn phương tiện đó là đi kinh doanh. Và lúc này tôi biết đó là mình cần phải kinh doanh online. Bởi vì nếu mà mình dùng về bằng mối quan hệ, dùng bằng cái khả năng của con người mình đó, bằng mối quan hệ, thì nó không tạo ra thu nhập cao được. Và mình phải dùng những cái phương tiện, ví dụ như Facebook, ví dụ như Google, mình phải dùng những cái phương tiện khác nhau, thì lúc đó mình mới có thể giúp bản thân mình đạt được cái thu nhập đó. Và không chỉ đơn thuần là bằng cái thu nhập là bằng việc là thông qua những cái phương tiện online, mà mình phải có một cái đội ngũ, mình phải có một cái hệ thống, mình phải có một đội ngũ. Bởi vì sao? Một ngày mình cũng chỉ có được khoảng 24 tiếng thôi, trừ đi giờ ngủ ra thì mình có được khoảng tầm 16 tiếng làm việc. Nhưng nếu mình có 100 con người như vậy đó, thì mình có đó là 160.000, một ngày là 16 giờ, thì mình có 100 con người đó, thì mình có đến là 160 giờ cho một ngày như vậy.
và mỗi một giờ nó tạo ra 10 đô thôi, thì nó phải là nó tạo ra được cho mình là 16 ngàn đô một ngày, đúng không ạ? Vậy thì đó là hoặc là 1 đô thôi, 160 giờ, thì một ngày như vậy mỗi người mang lại cho mình 10 đô thì có phải là chúng ta có được 1.600 đô cho một ngày như vậy, đúng không ạ? Vậy thì ở đây đó là sự khác nhau, đó là gì? Chúng ta phải dùng những cái phương tiện internet, dùng những cái công cụ của internet, và chúng ta phải dùng đến yếu tố đó là con người. Chúng ta phải kết hợp hai cái này lại với nhau thì chúng ta mới có đạt được cái mục tiêu của mình. Bởi vì lúc này đó là, và việc mà chúng ta sử dụng về Facebook, chúng ta sử dụng về công cụ của Google, chúng ta sử dụng công cụ của YouTube, thì nó cũng giống như việc đó là chúng ta sử dụng cái phương tiện của máy bay, đúng không? Chúng ta có máy bay, nhưng để cái máy bay nó vận hành được một tốt, nó giúp chúng ta vượt qua mức sàn 14m, thì lúc này chúng ta cần phải có người vận hành nó. Thì chúng ta không chỉ đơn thuần là mỗi cái là công cụ của internet không nữa, mà chúng ta cần phải có người. Thì lúc này tôi tính này, ví dụ như tôi làm một cái con người đó mà học về online marketing ra, họ tạo ra được cái thu nhập đó là 100 triệu đồng một tháng, đúng không? Thì có làm những cái lớp mà đào tạo thì tôi luôn đặt mục tiêu đó là giúp cho những bạn trẻ họ kiếm được 100 triệu một tháng từ cái bán hàng về online. Và sau khi mà có thu nhập 100 triệu này nè, thì mình chỉ cần 10% trong số này, đó là mình có 10 triệu, đúng không? 10 triệu, vậy thì bây giờ mình giúp được cho 350 con người. Ví dụ như hiện tại là mình đã giúp 350 con người, thì có phải là 10 triệu nhân 350 người, chúng ta có phải 3,5 tỷ đúng không ạ? Khoảng đâu đó, khoảng như thế, đúng không? Nó hoàn toàn là như vậy. Vậy thì bây giờ là đơn giản là chúng ta sẽ tập trung vào việc để có được 350 cái mô hình như thế này. Thì lúc đó cái thu nhập chúng ta nó sẽ đạt được con số đó là 2 tỷ một tháng trở lên, đúng không ạ? Vậy thì ở đây sự khác nhau đó là chúng ta dùng những cái phương tiện khác nhau. Vậy thì mục tiêu nào chúng ta sẽ dùng chiến lược đó? Nếu mục tiêu của chúng ta đó là nhảy 1m4 thì chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn, chúng ta dành nhiều thời gian hơn, chúng ta tập luyện quyết liệt hơn, và thu nhập chúng ta vẫn chỉ có được ở chỗ đó là 1,4 mét thôi. Nhưng nếu chúng ta dùng những cái, chúng ta đặt mục tiêu đó là 14m thì chúng ta phải thay đổi cách thức làm việc, chúng ta phải đổi cái chiến lược của mình, thì lúc đó câu chuyện chúng ta mới khác được. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn có thu nhập 2 tỷ một tháng, và mỗi một cái người downline, mỗi một cái điểm bán của chúng ta nó mang lại cho chúng ta đó là 5 triệu một tháng, đúng không? Ví dụ một điểm bán chúng ta là 5 triệu, mà bây giờ chúng ta có được 100 điểm bán như vậy thì có phải chúng ta có được 500 triệu một tháng, đúng không? Đấy, nó đơn giản nó như vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn có nhiều hơn thì chúng ta phải tạo ra, ví dụ như hiện tại mình đó là 350 cái điểm như thế, có là 350 cái executive làm việc với mình. Nhưng mình không phải là một người làm ra 350 con người này, mà mình làm việc thông qua 15 con người, đúng không? Đó là mình có 15 con người leader và mình tập trung với 15 người leader này, và 15 người leader này nó tạo ra 350 người còn lại, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta có mục tiêu nó khác nhau thì chúng ta thay đổi về chiến lược khác, mục tiêu nào chiến lược đó. Và ta đặt mục tiêu đó là đến năm 2023 và mình có được cái đó là doanh số 1 tỷ đô la và tôi có được 1.000 team lead platinum 4 star. Vậy thì để làm được điều đó đấy, thì ngay từ bây giờ mình phải huấn luyện và mình đào tạo cái đội ngũ của mình, họ phải trở thành những cái nhà lãnh đạo. Tức là khi mình đưa đầu vào thì mình phải nói rõ với họ đó là con đường này không chỉ đơn thuần là bán hàng không, không chỉ đơn thuần là marketing không, mà mục tiêu ở đây cũng không phải là chỉ có 100 triệu đồng, 200 triệu đồng. Tức là mình ngồi làm việc với họ rất rõ ràng về quan điểm, về tư tưởng đó. Và sau đó thì tôi mới tập trung vào việc đó là giúp cho họ trở thành cái người team lead platinum 4 star. Vậy thì có phải là cái mục tiêu của tôi nó khác, thì cái chiến lược của tôi làm việc nó khác. Và lúc này đó là gì? Tôi phải làm việc, mình lúc này tôi biết rằng là để đạt được một doanh số 1 tỷ đô, tôi không thể làm việc là một mình được. Bởi vì một mình tôi nó không thể đủ được sức mạnh để mà mình làm cái đó, mà mình cần phải liên kết và làm việc với nhiều người. Vậy thì có phải là kỹ năng lúc này đó, không phải kỹ năng của tôi quan trọng nhất đó là kỹ năng về bán hàng và marketing nữa, mà tôi chỉ làm nó trong thời gian đầu tiên để dạy lại và hướng dẫn và để thu hút đầu vào để giúp cho mọi người có được cái 100 triệu đầu tiên thôi. Nhưng cái quan trọng nhất và tôi tập trung nhiều nhất để huấn luyện cho đội ngũ mình đó chính là về kỹ năng lãnh đạo, đúng không? Và cái kỹ năng lãnh đạo thì không chỉ đơn thuần là một mình tôi dạy, mà tôi còn phải mời, tôi phải giao lưu và tôi kết nối với những cái nhà lãnh đạo khác, để tôi mời những cái nhà lãnh đạo ở trên khắp nơi trên thế giới để về dạy và huấn luyện cho team mình, chứ không phải là một mình, đúng không? Nhưng nếu mà mục tiêu của tôi đó là một tháng chỉ có 200 triệu đồng, 300 triệu đồng, thì đơn giản là mình một mình tôi
hoàn toàn ta có thể làm được. Nhưng mục tiêu của mình là 1 tỷ đô la thì không thể nào là một mình được, mà mình phải có nhiều người giỏi, họ cùng đến, họ cùng đóng góp công sức, họ hỗ trợ và họ giúp cho mình thì mình mới có thể đạt được mục tiêu. Và đó là lý do tôi tìm được cái người thầy, đó là thầy Alan Agao. Và thông qua thầy Alan Agao thì mình gặp được hàng chục cái nhà lãnh đạo lớn ở trên thế giới, những con người có thành viên đó là 5 triệu, 10 triệu và 20 triệu đô la. Họ đến để hỗ trợ và giúp cho cái đội nhóm của mình để tạo ra được 1.000 Team Lead Platinum 4 Star. Đúng không? Vậy thì với cái mục tiêu đó đấy, thì tất nhiên là mình không chỉ đơn thuần là mình ở trong nhà, mình đóng cửa lại, mình ngồi marketing và mình sell, và mình phải bước ra khỏi văn phòng của mình, mình phải tìm đến, mình phải gặp những con người giỏi, và mình liên tục mời những người giỏi, mình cầu thị những người giỏi đến với tổ chức của mình để đóng góp, hỗ trợ và giúp cho cái đội nhóm của mình phát triển. Vậy thì có phải là mục tiêu khác nhau, chúng ta sẽ có những chiến lược khác nhau, đúng không? Nên là một cái nguyên tắc, đó là khi chúng ta thiết lập mục tiêu đó, đó là mục tiêu chúng ta nó phải lớn. Mục tiêu chúng ta phải lớn. Và mục tiêu lớn, chúng ta mục tiêu nào chúng ta có chiến lược đó. Nhưng vì chúng ta trước đây đó là gì, khi chúng ta đặt mục tiêu lớn đó, nhiều người nói là mục tiêu lớn làm sao làm được, mình phải nhìn vào thực tế. Nhưng có phải là khi đầu tiên đó, là chúng ta đặt mục tiêu lớn, chúng ta phải đặt cái mục tiêu lớn đã, chúng ta mới nghĩ được những cái chiến lược khác. Chúng ta sẽ thay đổi cách làm chứ chúng ta không làm theo cách cũ. Nhưng vì chúng ta cứ nghe theo của những người khác. Và nếu chúng ta đọc sách của Anthony Robbins, chúng ta đọc sách của Steven Jobs, chúng ta đọc sách của Mark Zuckerberg, Elon Musk, chúng ta đọc của những người của Steven Jobs, chúng ta đều thấy một đặc điểm chung đó là gì? Những người này họ đều có cái mục tiêu nó rất lớn. Và tất nhiên vì họ có mục tiêu lớn thì chiến lược của họ khác, cách làm họ khác, và mọi thứ với con người của họ hoàn toàn là khác biệt. Nên mục tiêu nào thì chúng ta chiến lược đó. Và nguyên tắc để chúng ta làm thành công đó là chúng ta cần phải đặt mục tiêu lớn. Và một cái điều quan trọng đó là gì? Một điều rất quan trọng đó là khi chúng ta học về NLP đó, tại sao chúng ta phải dùng đến mục tiêu lớn? Bởi vì điều quan trọng này nhé các bạn. Thứ nhất là cái nhận thức này. Nhận thức là một thứ cái có giới hạn. Và nếu mà chúng ta đặt một mục tiêu mà nằm trong tầm với của mình, nằm trong khả năng của mình, thì đó là chúng ta đang dùng nhận thức này để chúng ta làm việc. Và tiềm thức này là một cái mà nó không bao giờ có giới hạn nhé các bạn. Hãy nhớ, tiềm thức là một cái không bao giờ có giới hạn. Nhận thức nói rằng tôi muốn có thu nhập 2 tỷ một tháng, thì tiềm thức ok, đồng ý và cho thêm. Và bắt đầu tiềm thức sẽ đi tìm câu trả lời cho bạn. Và ngày xưa khi mà tôi đặt ra cái mục tiêu đó, tôi vẫn nghĩ rằng là ồ, 2 tỷ một tháng làm sao mà làm được nhỉ? Ồ, đó là một điều rất là khó, điều đó là điều rất ảo tưởng. Cả cuộc đời bố mẹ mình còn chưa đó có được thu nhập như vậy mà. Thì làm sao mà đòi mình có một tháng là có thu nhập như vậy được? Mà lúc nào đó bây giờ tiền không, đúng không? Ăn còn chưa đủ nữa. Đó, bắt đầu có những cái điều này nói. Nhưng lúc đó tôi nhớ lấy những bài học của những người thầy của mình đó. Đó là gì? Khi nhận thức bắt đầu đưa ra quyết định, tiềm thức sẽ đồng ý và cho thêm. Và cái quan trọng đó là mình phải giao tiếp với tiềm thức của mình. Đó là tôi cần có thu nhập, đó là 2 tỷ một tháng. Tôi cần có 2 thu nhập 2 tỷ một tháng. Và tôi liên tục tôi tuyên bố về cái mục tiêu của mình. Cái 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần. Và điều may mắn đó đã xảy ra đến với tôi đó là gì? Tiềm thức đó cho tôi câu trả lời. Để có 2 tỷ một tháng thì bạn phải tăng cái năng lực lãnh đạo của mình lên. Bạn cần phải tăng cái khả năng làm việc với con người lên. Và bạn cần phải thu hút nhiều nhà lãnh đạo đến với tổ chức của bạn. Và lúc này tôi bắt đầu bước ra, tôi tìm kiếm những nhà lãnh đạo đến với cái tổ chức của mình. Và bây giờ trong đội nhóm của mình đó là có hơn 350 con người lãnh đạo ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam. Và 60% là ở tại Việt Nam, là khoảng 40% ở tại Hà Nội và 60% ở thành phố Hồ Chí Minh. Và còn lại 40% còn lại đó là ở thị trường quốc tế. Đó, 40% còn lại là ở thị trường quốc tế. Vậy thì có là khi mà mình tập trung như vậy thì mình thu hút được rất nhiều nhà lãnh đạo. Và tiềm thức nó sẽ đồng ý và cho thêm. Và khi chúng ta đặt ra mục tiêu lớn thì chúng ta không phải dùng nhận thức để chúng ta làm việc, mà chúng ta dùng cái tiềm thức của chúng ta để làm việc. Và cái sức mạnh của con người chúng ta nó nằm ở chỗ đó là tiềm thức chứ không phải nhận thức. Nên để chúng ta dùng cái tiềm thức của chúng ta để làm việc thì đó là chúng ta cần phải đưa ra cái mục tiêu lớn. Có thể trong một tháng đầu tiên chưa có, hai tháng chưa có, các bạn biết khi mà tôi đặt, tôi nhập là 2 tỷ một tháng đó, và tôi phải làm đến 5 năm sau. Các bạn nên nhớ nhận, 5 năm sau thì tôi mới đạt được cái mục tiêu đó.
chứ không phải là lần đầu tiên tôi đặt ra là tôi làm được ngay. Và các bạn biết là 9 tháng đầu tiên mà khi tôi làm cái mục tiêu đó, không có tiền ăn, không có tiền ở, đi xe buýt là tôi phải mượn tiền của bạn bè mình. Trong cái group này có bạn Lê Quốc Trung đang xem cái like của tôi, đó là những cái người mà ngày xưa tôi phải mượn tiền để tôi đi xe buýt đấy các bạn. Và tôi phải làm cái điều đó, đúng không? Nhưng bây giờ đó là sau 5 năm thì mọi cái mục tiêu của mình nó đều đã trở thành hiện thực. Nên là khi chúng ta cần phải tin tưởng tuyệt đối vào tiềm thức của mình, đó là gì? Khi nhận thức đưa ra quyết định thì tiềm thức đồng ý và cho thêm. Vậy chúng ta cần phải tin tưởng vào nó. Có thể đó là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm, nhưng rồi nó sẽ cho chúng ta đạt được cái điều đó. Việc quan trọng đó là chúng ta luôn giữ cái mục tiêu lớn ở trong tâm trí của chúng ta, giữ ở mãi ở trong tâm trí của chúng ta, cứ 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần. Bởi vì chúng ta thay đổi về lượng thì nó sẽ thay đổi về chất. Đó là cái cách mà tôi làm. Có những năm tháng mình thất bại, mình vấp ngã, và mọi người nói rằng là bây giờ mình phải hạ mục tiêu xuống đi, đừng có mơ tưởng nhiều quá, đừng có mộng tưởng nhiều quá, hãy sống với những gì mà nó đã thực tế ở xảy ra ở đây. Nhưng lúc đó tôi không có quan tâm, tôi vẫn tin tưởng vào con đường của mình, tôi tin tưởng vào lựa chọn của mình, và tôi tin rằng trong 5 năm, 10 năm tới, không, chắc chắn nó sẽ đạt được mục tiêu. Và các bạn biết, đến bây giờ mọi thứ nó đã thành hiện thực. Thì mọi người nói rằng là tôi may mắn, mọi người nói rằng là tôi may mắn có được cái cơ hội tốt, tôi may mắn có được nhiều người thành công, may mắn có nhiều nhà lãnh đạo đến với đội nhóm của mình. Nhưng nếu mà tôi không có cài đặt vào trong tiềm thức của mình 2 tiếng một lần xuyên suốt trong 5 năm qua thì chắc chắn điều đó tôi không thể đạt được cái mục tiêu của mình. Nên chúng ta hãy hiểu điều đó, không thể là một lần được, mà nó có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Nhưng chúng ta không bao giờ được dừng lại, chúng ta liên tục phải nói với tiềm thức của chúng ta, đây là cái mục tiêu của tôi, và tôi cần phải đạt được điều đó, tôi cần phải đạt được điều đó, tôi cần phải đạt được điều đó, thì lúc đó chúng ta mới đạt được mục tiêu. Ok các bạn, nên là chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang làm việc với tiềm thức, và chúng ta cần phải cài đặt vào tiềm thức của mình. Đó là về một cái mục tiêu lớn. Ok, thứ nhất đó là mục tiêu lớn. Thứ hai đó là chúng ta cần phải có thời gian để hoàn thành mục tiêu. Và các bạn biết không, phần lớn mục tiêu mà tôi đưa ra, nhớ không ạ, phần lớn mục tiêu tôi đưa ra là không đạt được trong năm đầu tiên. Các bạn biết là tôi luôn đặt mục tiêu là cuối năm nay phải đạt được. Và các bạn biết cuối năm đầu tiên tôi không đạt được, cuối năm thứ hai tôi cũng không đạt được, và năm thứ ba cũng không đạt được luôn, và năm thứ tư cũng không đạt luôn các bạn. Và đến mãi năm thứ năm tôi mới đạt được. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều như thế này. Chúng ta vẫn cứ giữ một cái mục tiêu lớn đó. Chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là chúng ta bay máy bay. Chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là bay máy bay. Cái người phi công á, khi mà người ta đưa cái độ cao bay khoảng bay từ Sài Gòn ra đến Hà Nội 2000 km như thế này, thì người phi công đưa cái máy bay đưa lên đây, và sau đó người phi công sẽ đưa lên độ cao đó là khoảng 10.000 m, và sau đó máy phi công sẽ làm cái động tác, đó là đặt máy bay chế độ bay tự động từ đây đến đây. Và các bạn biết là ở trên độ cao 10.000 m á, thì gió thổi rất là mạnh và nó sẽ thổi trịch hướng. Nhưng vì có thiết bị định vị nên là 1 phút nó lại quay trở lại vị trí này, sau đó lại bị thổi trịch hướng và quay lại vị trí này, trịch hướng quay lại vị trí này, quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay đi quay lại, và cuối cùng nó vẫn đến được mục tiêu. Cái quan trọng là cuối cùng nó vẫn đến mục tiêu. Và người ta ước tính như thế này các bạn, có 75% thời gian của máy bay này là bay trịch cái quỹ đạo của mình, chỉ có 25% thời gian là máy bay bay đúng với quỹ đạo của mình thôi. Nhưng cái quan trọng là chỉ có 25% bay đúng quỹ đạo này, nhưng máy bay nó vẫn đạt đến mục tiêu của mình. Còn nếu mà nó không có cái thiết bị định vị này đó thì nó đã trịch hướng, giống như máy bay MH21 của Malaysia, nó đã bay đi mất tiêu luôn và chúng ta không bao giờ nhìn thấy nó luôn, đúng không ạ? Đó là bay trịch quỹ đạo. Thì trong cuộc sống khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu như thế là chúng ta hiểu rằng là sẽ có khoảng 75% thời gian chúng ta không đạt được mục tiêu của mình, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta không thiết lập mục tiêu, chúng ta không cài đặt vào nó, chúng ta không tập trung vào nó đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Nên đôi lúc là phải 75% thời gian chúng ta không đạt được mục tiêu.
Vậy thì khi mà chúng ta đặt mục tiêu lớn, năm nay không được thì năm sau không được, năm sau không được thì năm sau nữa chúng ta sẽ được. Và kiểu gì rồi chúng ta cũng đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Rồi ha. Cái thứ hai, đó là khi chúng ta có mục tiêu rồi, một điều nó cực kỳ quan trọng đó là gì? Đó là chúng ta cần phải viết cái mục tiêu và chúng ta dán nó lên trên tường đó các bạn. Chúng ta dán nó ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ cho bạn thấy đây là ở căn phòng của tôi. Đây là phòng khách của tôi, đúng không ạ? Đây cái mục tiêu của tôi đây. Đúng chưa? Cái tầm nhìn vào mục tiêu dài hạn của mình này, đến tháng 12 năm 2023, tôi phải dán cái mục tiêu của mình lên ở trên đó. Bởi vì sao? Mình phải dán lên ở nơi mà mình có thể nhìn thấy nó một cách dễ dàng nhất. Ok không ạ? Rồi ha. Tôi phải đưa dán ở mục tiêu này, rồi ở trên máy tính này, rồi ở trên điện thoại này, ở khắp mọi nơi mình phải đều dán cái mục tiêu này. Bởi vì rất dễ dàng đó là chúng ta bị quên cái mục tiêu của mình các bạn. À. Ok. Chúng ta rất dễ dàng bị, đó là gì? Chúng ta bị quên cái mục tiêu của mình. Đó là một cái điều nó rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ này, chúng ta thiết lập một cái mục tiêu xong một cái đó, chúng ta có một là gì? Chúng ta đi ra ngoài, bạn bè chúng ta rủ là: ê Linh ơi, đi ăn tối đi. Và thế là chúng ta đi ăn tối với bạn của mình. Sau rồi chúng ta này chết rồi, quên này, hôm nay quên làm cái mục tiêu của mình, đúng không? Nhưng vì chúng ta về nhà, chúng ta dán mục tiêu, đúng không ạ? Có thể về hôm đó chúng ta về trễ, mà chúng ta về nhà chúng ta thấy cái mục tiêu của mình ở trên tường á, thế chúng ta nói chết rồi, mình quên cái mục tiêu của mình. Mình sẽ quay trở lại và mình con đường và mình làm. Và mình nói với bản thân đó là ngày mai mình sẽ không nó đi như vậy nữa. Rồi ngày mai chúng ta có một cô gái xinh đẹp và rủ chúng ta đi ăn tối. Thế vì chúng ta rất mê cô gái đó và cuối cùng chúng ta đi, đúng không ạ? Và về nhà chúng ta này chết rồi, hôm nay lại lệch mục tiêu nữa rồi. Và chúng ta lại phải quay lại con đường của mình. Nhưng ít nhất đó là chúng ta sẽ có cái mục tiêu đó này nhất thúc đẩy và giúp chúng ta nhớ cái mục tiêu đó và chúng ta không rời xa mục tiêu đó. Nhưng nếu mà chúng ta không có mục tiêu đó dán ở trên tường đấy, thì điều gì đó nó xảy ra các bạn? Bạn mình rủ đi, mình đi tầng 1, xong rồi đi tầng 2, mình đi ăn uống, mình đi chơi, xong rồi mình quên. Rồi ngày mai mình đau đầu nhức óc rồi, mình không biết là phải làm gì nữa. Thế sáng bạn mình rủ đi uống cà phê, mình cũng đi luôn. Rồi bạn rủ đi chơi chỗ này, mình cũng đi luôn. Tức là mình không bao giờ đạt được mục tiêu. Và mình đã đi lệch cái hướng của mình, đi nó rất xa và cuối cùng chúng ta không đạt được cái mục tiêu của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì đó là do chúng ta không dán cái mục tiêu của chúng ta lên tường. Và gần đây thì thầy Alan Agao dạy cho tôi một cái phương pháp, đó là gì? Đó là top 5, là cái mục tiêu của tôi đó các. Và nó giúp cho mình đạt được rất nhanh. Đó là một ngày tôi phải viết ra cái mục tiêu của mình một lần. Sáng tôi sẽ lấy cho các bạn về cái cuốn top 5 của tôi đang có sẵn ở đây luôn các bạn. Có nghĩa là tôi mỗi ngày đó, tôi có một cái cuốn sổ, đây là top 5 mà thầy Alan Agao đã dạy cho tôi. Thì cuốn này như thế này các bạn. Mỗi ngày là tôi đều viết ra cho mình 5 cái mục tiêu, đúng không ạ? Ở đây đó là 5 cái mục tiêu trong cuộc đời này, 5 mục tiêu trong 5 năm này, rồi 5 mục tiêu trong năm này, rồi 5 mục tiêu trong 1 tháng này, 5 mục tiêu trong tuần này, và 5 mục tiêu trong ngày hôm nay mình cần phải hoàn thành. Ok không ạ? Có là mỗi buổi sáng sớm tôi sẽ dành ra 20 phút để viết ra 5 cái mục tiêu của mình. 5 mục tiêu trong cuộc đời, 5 mục tiêu trong 5 năm, 5 mục tiêu trong năm, 5 mục tiêu trong tháng, 5 mục tiêu trong tuần và 5 mục tiêu trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta hoàn thành mục tiêu tuần, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu tuần. Hoàn thành mục tiêu tuần thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu tháng. Mục tiêu tháng chúng ta hoàn thành, chúng ta hoàn thành được mục tiêu năm. Mục tiêu năm chúng ta hoàn thành thì chúng ta hoàn thành mục tiêu 5 năm. 5 năm chúng ta hoàn thành, chúng ta đạt được mục tiêu đó là cuộc đời của mình. Vậy thì cái việc mà mình viết mục tiêu là vào mỗi buổi sáng sớm như vậy, đó chính là một cái thiết bị định vị. Nó giúp quay mình luôn luôn quay trở về đi đúng quỹ đạo của mình. Còn nếu mà có những cái lần mà đôi lúc là tôi quên cái viết mục tiêu của mình cái, là mình đi chạy sớm hay xa. Và sau đó nhờ cái quân top 5 này giúp tôi quay trở lại quỹ đạo của mình, đi theo đúng con đường của mình, và mình đạt được cái mục tiêu của mình nó nhanh hơn. Ok các bạn? Và sau này tôi làm được thêm một cái nữa là gì? 2 tiếng một lần tôi đọc mục tiêu của mình một lần, 2 tiếng mình đọc mục tiêu 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 một lần. Và cứ 2 tiếng trôi qua mình lại đọc mục tiêu của mình một lần như vậy. Thì nó giống như thiết bị định vị này,
nó giúp mình luôn luôn tập trung vào mục tiêu và mình không bị lan man, mình không bị mất tập trung, mình không bị chệch hướng. Đó là nhờ cái phương pháp, đó là đọc hai tiếng mình đọc mục tiêu một lần, hai tiếng mình tuyên bố mục tiêu của chúng ta một lần. Điều đó nó sẽ giúp chúng ta tập trung vào con đường mình và chúng ta đạt được mục tiêu nó dễ dàng hơn. Ok các bạn, nên là cái mục tiêu của chúng ta đó, nó giống như cái máy bay, chúng ta cần phải cài đặt định vị bằng cách đó là chúng ta cần phải hai tiếng chúng ta nói một lần, chúng ta dán nó ở trên khắp tường và thậm chí đó là chúng ta nói cho thật nhiều người ở trong cuộc sống này họ biết về mục tiêu của mình, giống như lúc nãy giờ tôi nói về cái mục tiêu của tôi đó. Và các bạn biết là ngày xưa khi mà để mà tôi đặt cái mục tiêu trở thành team lead Platinum 4 Star đó, tôi nói cho mọi người và tôi nói hàng ngày luôn. Và trên cái tấm gương mà mỗi buổi sáng mà mình rửa mặt đó, thì tôi viết ra cái mục tiêu của tôi, đó là tạo ra 1000 team lead Platinum 4 Star. Và các bạn biết là mỗi lần mà tôi đánh răng á, tôi lại cứ đọc mục tiêu. Tôi Lê Chí Linh, mục tiêu của tôi đó là tháng 12 năm 2023, tôi kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 Star. Và tôi là một nhà lãnh đạo xuất chúng và tôi biết kiến tạo ra những nhà lãnh đạo xuất chúng. Bắt đầu tôi cứ đọc mục tiêu đó và bắt đầu tôi đánh răng, đọc mục tiêu và tôi đánh răng, đọc mục tiêu và tôi đánh răng. Và sau đó tôi bước ra ngoài cái tấm gương mà mình thay đồ và mình mặc áo quần vô đó, thì trên cái tấm gương mà tôi thay quần áo đó, trên cái tủ của mình đó, thì tôi cũng viết ra một cái đó là gì. Tôi là một team lead Platinum 4 Star, kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 Star khác. Và mỗi lần thay đồ tôi mặc đồ vô và tôi nói tôi là một team lead Platinum 4 Star và kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 Star khác. Và các bạn biết là thời gian đầu tiên á, vợ tôi nói là thằng này nó bị khùng rồi, nó bị điên rồi. Nhưng sau này là vợ tôi cũng điên cùng với tôi luôn. Đó là vợ tôi cũng đọc những cái mục tiêu về bán hàng, mục tiêu về gia đình, tức là vợ tôi cũng nói về những mục tiêu giống như tôi và cũng khùng giống như tôi luôn. Và các bạn biết là nhiều người đầu tiên khi mà họ làm việc với tôi, họ cũng nghĩ là tôi có vấn đề. Nhưng sau này là họ cũng có vấn đề giống như tôi luôn. Bởi vì có một điều như thế này các bạn, chúng ta muốn có thu nhập điên khùng thì chúng ta phải trở thành những con người điên khùng. Chúng ta muốn có, chúng ta là một người bình thường thì tất nhiên chúng ta sẽ có những cái thu nhập bình thường. Chúng ta muốn có thu nhập một cách điên khùng đấy thì chúng ta phải trở thành một người điên khùng như vậy thì chúng ta mới có thu nhập được, đúng không ạ? Và cái đó chúng ta hiểu được ý nghĩa là khi mà chúng ta tuyên bố như vậy, chúng ta nói như vậy. Có nhiều người nói, họ nói với tôi cái thời gian đầu tiên đấy, nói đấy mà có tiền đâu. Nhưng họ không hiểu là mình phải nói như thế để mình tập trung vào mục tiêu và mình đã cài đặt vào tiềm thức của mình là một. Cái thứ hai đó là khi mình đặt mục tiêu như vậy đó thì giúp cho mình đọc cho mình cái mục tiêu như vậy đó, nó giúp cho mình luôn luôn đi theo đúng hướng và tập trung vào con đường của mình. Đó là cái ý nghĩa rất lớn và rất quan trọng. Bởi vì chúng ta có quá nhiều phân tâm, có quá nhiều thông tin ở ngoài cuộc sống và nó làm chúng ta bị mất tập trung và cuối cùng chúng ta không đạt được mục tiêu của mình. Nên để chúng ta có được sự thành công và chúng ta có cái thu nhập điên khùng đó thì chúng ta cần phải tập trung vào điều đó. Chúng ta cần phải liên tục hai tiếng nói một lần, hai tiếng nói một lần, hai tiếng nói một lần thì chúng ta sẽ có thu nhập điên khùng. Ok các bạn? Nên là cái thứ hai đó là chúng ta cần phải dán nó, rồi chúng ta phải nói cho thật nhiều người biết về cái mục tiêu của chúng ta. Và cái thứ tư đúng không ạ, có thời gian hoàn thành này và dán nó này, và chúng ta cần phải có đo lường được nhé các bạn. Mục tiêu nó phải cụ thể, nó phải rõ ràng. Team lead Platinum 4 Star, đó là cái đo lường được, đúng không ạ? Thu nhập 2 tỷ một tháng, đó là cái chúng ta đo lường được, đúng không ạ? Đúng chưa? Mục tiêu nó phải lớn. Và mục tiêu chúng ta làm á, khi mà chúng ta viết ra nó phải khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Mà chúng ta đặt cái mục tiêu xong mà chúng ta cảm thấy run, chúng ta cảm thấy sợ thì đó mới là mục tiêu mà chúng ta đang dùng tiềm thức. Còn chúng ta đặt mục tiêu mà chúng ta cảm thấy bình thường, đơn giản và dễ dàng ấy, thì đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta đã không dùng tiềm thức của chúng ta để chúng ta làm việc. Ok không ạ? Rồi, thì đó là về mục tiêu của chúng ta. Rồi tôi muốn chia sẻ thêm một chút nữa. Rồi bao nhiêu bạn ở đây, lúc nãy giờ chúng ta nhận được rất nhiều giá trị và chúng ta nhận được rất nhiều điều tâm đắc. Thì tôi muốn là chúng ta hãy chia sẻ về những điều chúng ta tâm đắc trong buổi tối hôm nay trước khi mà tôi nói về cái phần kế tiếp cho chúng ta. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy viết những điều chúng ta tâm đắc xuống. Bài viết ở đây đấy các bạn. Rồi. Ok. Và các bạn muốn có cuốn top 5 giống như tôi đây này, thì ở trong livestream này thì có bạn Trần Quang Tiến ấy. Cái Facebook là Trần Quang Tiến.
chúng ta liên hệ với bạn Trần Quang Tiến này để mua những cuốn sách, mua cái này. Cái này thì mình không bán, của bạn Trần Quang Tiến. Bạn có in nữa các bạn, bạn Trần Quang Tiến bạn có in. Và sau đó bạn dùng đó. Thì mình, đây là mình xin của bạn Trần Quang Tiến. Là bạn Trần Quang Tiến bạn cho mình đó, khi mà bọn mình hướng dẫn về cuốn top 2. Đây là phương pháp của thầy Alan Nagao hướng dẫn cho tụi mình. Thì mình hỏi về mình mua. Thì mỗi ngày như vậy là mình cứ viết, đây có trang này, cứ viết hết cuốn này thì chúng ta viết sang cuốn khác. Và mỗi ngày đều đặn chúng ta viết 5 mục tiêu trong cuộc đời, 5 mục tiêu trong 5 năm, 1 năm, rồi mục tiêu 1 tháng, mục tiêu 1 tuần, mục tiêu 1 ngày. Đó, xong rồi điều tôi tâm đắc của ngày hôm nay. Mỗi ngày chúng ta viết ra một cái điều chúng ta tâm đắc. Ok không ạ? Đơn giản thôi ha. Ok. Chúng ta mua thì nên mua lần lần nhiều nhiều cùng với bạn Tiến để các bạn giao cho nó dễ. Đó. Ok. Rồi, kế tiếp là các bạn, khi chúng ta thiết lập mục tiêu thì có 4 dạng người thiết lập mục tiêu như sau. Có 4 dạng người khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu nhé các bạn. Chúng ta cùng vẽ, lấy giấy bút ra chúng ta vẽ. Đây là chúng ta vẽ người số 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Và ở số 3 thì chúng ta vẽ ra một ngôi sao. Số 2 chúng ta cũng vẽ ra một ngôi sao. Số 1 chúng ta cũng vẽ ra một ngôi sao. Rồi. Và trong cuộc sống này đó, cái người số 4 nha các bạn. Người số 4 á, đó là những người người ta không có mục tiêu. Và các bạn biết là những người không có mục tiêu thì họ có đạt được mục tiêu của mình không? Những người không có mục tiêu thì chắc chắn là họ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình rồi. Bởi vì họ đâu biết làm gì đâu mà đã có được mục tiêu. Đúng không ạ? Rồi có người số 3 đó là gì? Là những người người ta có mục tiêu cũng rất lớn. Học xong cái này, họ thấy ok em sẽ thiết lập mục tiêu lớn. Đúng rồi, chúng ta sẽ thấy trong đội nhóm của mình đó. Có những người họ bắt đầu thiết lập ra những mục tiêu lớn. Họ ra, họ tuyên bố, họ cũng hùng hồn, họ cũng làm giống như bạn luôn. Nhưng khi họ chinh phục mục tiêu của mình đó, thì họ sẽ là những người như thế này. Đó là họ đặt mục tiêu lớn xong bắt đầu về gặp một ông tiến sĩ nhà hàng xóm chẳng hạn. Ông nói thế này các bạn, là ê, mày phải thực tế vào chứ, nghe gì mấy cái ông đó chém gió. Mục tiêu 2 tỷ vớ vẩn. Mày có biết đấy, là tao học tiến sĩ ở đại học Harvard này, một trong 3 trường đại học hàng đầu trên thế giới nhá. Tao làm ở một công ty đa quốc gia này, biết bao nhiêu công ty mời đón và chào tao này. Mà 2 tỷ còn, 200 triệu còn chưa được nữa là 2 tỷ. Mà các bạn biết rồi, bây giờ tao hai thứ tóc này này. Thì mày nghĩ lại mình đi. Đúng chưa? Mày nhìn vào thực tế, mày nhìn gia đình của mày đi, hàng xóm của mày đi, coi có ai đạt được điều đó hay không. Tao thấy là 200 triệu đấy là ok lắm rồi, thì 2 tỷ làm sao mà làm được. Và các bạn biết điều gì xảy ra? Thế từ 2 tỷ bạn rút xuống 200 triệu đồng. Cũng giống như nhiều người nói rằng là à, Team Leap Platinum 4 Star chỉ có ông Linh ông mới làm được nhanh như vậy thôi. Mày nhìn lại mày đi, làm sao mà làm được. Và nếu như họ gặp tôi 5 năm trước thì họ cũng sẽ nói rằng tôi không làm được. Và không phải là bạn bị nghe được điều đó đâu, mà tôi nghe cái điều đó hàng trăm lần, hàng nghìn lần, từ hàng trăm con người. Khi mà họ gặp tôi đang là một con người khó khăn, một con người không có bất kỳ một cái gì, thì họ nói điều đó với tôi thường xuyên. Và họ vẫn nói rằng là tôi hãy tỉnh ngộ đi, hãy tỉnh lại đi, hãy thực tế vào một chút nào. Đúng không? Và họ kêu tôi hạ thấp mục tiêu. Và sau đó chúng ta nghe thấy hợp lý, thấy họ nói đúng. Bởi vì những lời nói đó đều chúng ta cảm thấy rất là hợp lý, nó rất là đúng đắn. Và sau đó chúng ta hạ thấp mục tiêu xuống 200, rồi chúng ta hạ xuống 100, rồi chúng ta hạ xuống 50, rồi chúng ta hạ xuống 20. Và các bạn biết, những người này mục tiêu 20 triệu có cũng không luôn, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những con người này không bao giờ đạt mục tiêu, và thậm chí họ còn không bao giờ đi làm nữa kìa. Bởi vì đó là gì?
họ nghe những điều này thì mục tiêu của họ sẽ hạ xuống. Và cuối cùng làm cái gì cũng sợ. Và cuối cùng họ không làm bất kỳ một cái gì cả. Và cuối cùng họ không bao giờ đạt được mục tiêu. Rồi có một dạng người số 3, số 2. Những người này đó, thì dù bạn có thuyết phục như thế nào, bạn có nói lý lẽ như thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn nói rằng là không, tôi nhớ đời ông Linh rồi. Mục tiêu là phải lớn. Bạn nhìn đi, tôi dán đầy tường này, mục tiêu của tôi đó là 2 tỷ một tháng. Tôi phải trở thành Team Lead Platinum 4 Star. Tôi không bao giờ hạ thấp mục tiêu của mình xuống. Đó là chúng ta sẽ thấy ở những con người số 2 này, họ cũng làm điều tương tự. Có là họ không bao giờ hạ thấp mục tiêu của mình xuống. Họ luôn giữ cái mục tiêu của mình ở trên bảng như vậy. Họ vẫn viết top 5 đầy đủ luôn. Họ vẫn tuyên bố 2 tiếng một lần luôn. Nhưng khi mà bắt đầu họ làm cái mục tiêu rồi, họ nói là bây giờ hàng bị phá giá nhiều quá. Bây giờ là bị nhiều người làm quá, thị trường nó đã bão hòa rồi. Đợt này quảng cáo Facebook khó quá. Đợt này đang bão bùng Facebook rất là nhiều. Đó là gì các bạn? Họ tập trung vào vấn đề. Bây giờ coi là nhiều rồi, nhiều người người ta nhảy qua làm coi. Nhiều người bây giờ bỏ cuộc. Rồi bị hàng bán phá giá. Đúng không? Có là những con người này đấy, họ tập trung vào vấn đề rất là nhiều. Mục tiêu họ không hạ xuống. Họ vẫn tuyên bố mục tiêu cái 2 tiếng một lần. Họ làm đầy đủ mọi thứ. Nhưng những con người này luôn tập trung vào vấn đề. Và ta gọi là những người này đạt được mục tiêu chắc chắn là không, đúng không? Bởi vì họ tập trung vào vấn đề nhiều quá. Đó là gì? Đi trễ bị phạt thôi cũng giận nữa. Giao hàng hơi trễ thôi cũng giận nữa. Hàng công ty hết cũng giận nữa. Đó là gì? Họ là những con người tập trung vào vấn đề. Và cuối cùng những con người này không đạt được mục tiêu. Và trong thế giới này có một cái loại người, tức là mục tiêu không bao giờ hạ xuống, giữ nguyên như thế, luôn luôn giữ vững cái mục tiêu lớn. Ai nói gì không quan tâm. Và những người này họ có gặp khó khăn và thách thức giống như người số 2 các bạn. Họ bị nhiều người khác tác động để hạ thấp mục tiêu giống như người số 3 các bạn. Có. Hoàn toàn là có, đúng không ạ? Và khi họ gặp bất kỳ một cái vấn đề khó khăn gì thì việc đầu tiên họ làm đó là gì? Thay vì họ nghe, họ đứng lại, họ nhìn vấn đề của cái này đó là gì. Quảng cáo khó, quảng cáo đợt này bị giá đắt, ra số không hiệu quả. Họ thấy dừng lại, phân tích về các chỉ số trong Facebook. Vấn đề đấy đó là gì? Nội dung không còn hiệu quả nữa. Thị trường đã có những người khác bán phá giá. Vậy thì bây giờ mình phải sáng tạo ra một cái nội dung gì đây, ra một cái content gì đây để khách hàng tin tưởng và mua hàng của mình. Mình cần phải tạo ra những nội dung gì, mình cần phải tạo ra những cái tài khoản quảng cáo như thế nào để quảng cáo nó chạy được đúng đối tượng và giá lại đây. Đó là cái mà người ta sẽ suy nghĩ. Và sau đó bước kế tiếp họ làm gì? Họ kết nối với những người mà đang chạy quảng cáo giá rẻ và họ gặp họ, học hỏi, họ mời người ta ăn trưa, mời người ta uống cà phê. Đúng không? Hoặc là thậm chí người ta đăng ký vào những khóa học và người ta đăng ký những cái học đó để người ta kết nối và giao lưu với những người giỏi và người ta học từ những người đó. Đó là người ta tìm giải pháp. Đúng chưa? Rồi sau đó họ vừa được qua rồi. Họ vượt qua được một thời gian, sau đó họ gặp vấn đề là gì? Người của mình đào tạo cho đã đời xong bị thằng khác nó hốt mất. Bắt đầu họ suy nghĩ lại. Điều gì đã làm cho đội ngũ của mình bị mất nhỉ? Đó là do cách giao tiếp của mình không tốt. Mình quan tâm đội ngũ của mình, người ta cần sự quan tâm mà mình quan tâm chưa tốt. Ok, tôi hiểu rồi. Tôi về, tôi thay đổi về cái cách giao tiếp của tôi. Tôi thay đổi về cái cách mà tôi làm việc với mọi người. Tôi đi học về kỹ năng lãnh đạo. Tôi học về nghệ thuật giao tiếp. Tôi học về cách xây dựng đội nhóm. Và tôi tìm những người upline của mình, tìm những người giỏi của mình. Những người sẽ like và mình lại mời ăn trưa.
mình lại đến học trực tiếp với một thái độ học tập tốt. Bắt đầu mình có những giải pháp về, bắt đầu mình thay đổi và mình làm tiếp, đúng không ạ? Mình làm tiếp rồi sau đó mình build ra những cái đội nhóm mình lớn này, đội nhóm nó nghe lời mình đó. À, vậy là vấn đề đây là gì nhỉ? Có lãi rồi người ta vẫn bỏ mình đi cơ mà. À, đó là do mình chưa biết kết nối, do mình chưa biết tạo ra một hệ thống, do mình chưa nói được cho họ ngay từ đầu, và mình chưa truyền cho họ tầm nhìn. Và bây giờ về tôi thay đổi lại cách làm của tôi, về tôi phải biến truyền lại tầm nhìn cho đội nhóm của mình. Thì nhờ những người upline của mình, nhờ những người giỏi của mình, họ đến training và huấn luyện, đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta vượt qua và cứ tiếp tục. Họ lại làm đặt ra những mục tiêu lớn, họ lại gặp những cái thách thức lớn, đúng không? Gặp những khó khăn lớn và vô vàn vấn đề. Nhưng mỗi lần như thế họ luôn đứng lại, họ xem vấn đề ở đây đó là cái gì. Họ luôn luôn nhìn nhận ở đây, à ok, tôi thất bại, vấn đề ở đây đó là gì, khó khăn ở đây, thách thức đó là gì, vấn đề ở đây đó là gì, và giải pháp nào để giải quyết vấn đề này. Và sau đó họ tìm cách, và cuối cùng họ đạt được mục tiêu của mình, đó là trở thành Team Lead Platinum 4 Star. Và chỉ có những con người số 1, họ luôn tập trung vào giải pháp. Họ chỉ có một thứ duy nhất thôi, tập trung vào mục tiêu và giải pháp. Luôn luôn câu hỏi hiện hữu trong đầu của họ đó là gì? Câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí của họ, trong đầu của họ đó là giải pháp nào cho vấn đề này? Giải pháp nào cho vấn đề này? Và giao lưu, kết nối, học hỏi và gặp tất cả những người xuất sắc ở trong công ty của mình và những người ở ngoài, và bắt đầu học từ họ và tập trung vào một mục tiêu. Dù người khác có rủ làm tài chính, làm coi hay làm bất kỳ một cái gì đấy chăng nữa thì họ vẫn không bao giờ làm. Họ chỉ tập trung vào một thứ duy nhất thôi, đó là mục tiêu Team Lead Platinum 4 Star. Họ cần một cái nguồn thu nhập chất lượng cao. Họ hiểu ý nghĩa là họ ở đây để làm gì, và tập trung vào con đường đó. Họ muốn đó là trong tương lai có thu nhập đó là 1 triệu đô một tháng, và tập trung vào đúng một cái mục tiêu đó, đúng một con đường đó thôi. Họ không bao giờ bị lệch sóng với bất kỳ một cái gì. Có thể người ta cho tiền nhưng người ta không quan tâm, bởi vì người ta tập trung vào giải pháp, người ta tập trung vào một con đường, tập trung vào một cái định hướng. Thế là họ đạt được mục tiêu. Và theo các bạn, với người số 1, số 2, số 3 và số 4, bạn đang là người số mấy? Một câu hỏi, chúng ta hãy thành thật, chúng ta hãy chia sẻ thoải mái nhé các bạn. Chúng ta đang là người số mấy? Chúng ta có thể comment dưới livestream này, hoặc là chúng ta viết vào tờ giấy của mình đang là người số mấy. Hãy thành thật, bởi vì chỉ có bạn biết thôi. Hoặc là nếu chúng ta đủ dũng cảm thì chúng ta comment dưới đoạn live này, chúng ta đang là người số mấy? Chúng ta đang là người số 1, 2, 3, 4. Chúng ta đang là người số mấy? Chúng ta đang là người số mấy các bạn? Chúng ta đang là người số mấy? Đó. Nếu chúng ta đang là người số 4 thì chúng ta cần phải chuyển sang người số 1. Nếu chúng ta đang người số 3, chúng ta phải chuyển sang người số 1. Người số 2, chúng ta phải chuyển sang số 1. Có nghĩa là chúng ta cần phải trở thành người số 1 để trở nên thành công. Rồi, sau khi mà chúng ta đã thành thật là chúng ta là người số 2, 3, 4 đi chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta cần biết tôi cần phải trở thành người số 1. À, chúng ta comment tôi cần phải trở thành người số 1. Tôi cần phải trở thành người số 1. Tôi cần phải trở thành người số 1. Ok. Tôi cần phải trở thành người số 1. Ok. Và cái phần này là phần rất quan trọng. Tôi chia sẻ với các bạn khi nói về mục tiêu. Nếu mà tôi không nói về điều này thì đó là một thiếu sót trong phần livestream buổi tối ngày hôm nay. Rất quan trọng nhé các bạn. Tôi muốn 116 người đang xem livestream chúng ta cùng đều comment tôi cần phải trở thành người số 1. 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 Tôi cần phải trở thành người số 1.
Chúng ta cùng viết xong chúng ta yes, tôi cần phải trở thành người số 1. Tập trung giải pháp, đó chính là con người của tôi. Tập trung vào giải pháp, đó chính là con người của tôi. Tôi cần phải trở thành người số 1. Tập trung vào giải pháp, đó chính là con người của tôi. Đó là cái mà chúng ta cần comment vào nhé các bạn. Ok. Rồi, bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn rồi. Đây là chặng đường của chúng ta. Đây là chặng đường của chúng ta nhé các bạn. Ví dụ như đây là mình trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Thu nhập tối thiểu đó là 1 tỷ một tháng đúng không? 1 tỷ tháng. Rồi. Thì chúng ta muốn nhớ các bạn, ví dụ như chúng ta muốn có thu nhập 1 triệu đô la tháng vào năm 40 tuổi chẳng hạn, ví dụ như thế. Bây giờ ở đây đó là chúng ta 18 tuổi hay là 22 tuổi đi cho phù hợp. Ok. Chúng ta có mục tiêu 30, 35, 25, 20, 18. Tôi lấy ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta đặt một cái mục tiêu đó. Đến năm 20 tuổi chúng ta trở thành Team Elite. Chúng ta có 2 năm, năm nay 18 tuổi. Rồi ở đây chúng ta trở thành là Diamond thôi. Ví dụ như thế. Đến năm 20 tuổi chúng ta trở thành Team Elite Platinum 4 Star, chúng ta còn 5 năm. Và lúc này này, khi mà giai đoạn từ 20 đến 25 tuổi đấy, đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý. Lúc này chúng ta vừa có kiến thức, chúng ta có kỹ năng, chúng ta có chút kinh nghiệm, chúng ta có một chút thành quả. Có thể thu nhập ở giai đoạn này đó, nó rơi vào một tháng chúng ta được khoảng 200 đến 300 triệu một tháng. Điều mấu chốt là chúng ta ở lưng chừng này này, đó mới là giai đoạn chúng ta nguy hiểm nhất nha các bạn. Đó là 200-300 triệu một tháng. Nói ổn thì nó cũng ổn, khoản dư thì chúng ta cũng dư, mua nhà thì cũng chưa được, mua xe thì cũng chưa xong, đúng không ạ? Và chúng ta sự nghiệp thì cũng đang trong giai đoạn mà chúng ta hoàn thiện và phát triển. Năng lực lãnh đạo thì cũng đang ở một mức nào đó thôi. Và nói chung là thu nhập, nói chung là so với mặt bằng chung thì rất là tốt. So với nhiều người thì mình tốt hơn rất nhiều. Và mình cũng có kiến thức về marketing, mình có kỹ năng về bán hàng. Chúng ta sẽ gặp những thách thức như sau. Có là một vài người rủ chúng ta: ê, bây giờ mày cũng có đội ngũ rồi, mày có kiến thức về marketing, có kiến thức về bán hàng, tại sao không nhập ra mặt hàng bán đi? Hay là tại sao không sản xuất hàng bán đi? À, bây giờ mày có đó đúng không? Qua công ty này tôi đã cho 500 triệu rồi, hay là tặng luôn cho 2 tỷ để làm nào. Và cuối cùng chúng ta làm gì các bạn? Một vài người: ừ, cái bên này có vẻ ngon nhỉ, tôi tách ra. Tức là đi ra kinh doanh. Ra kinh doanh chúng ta thấy SML. Cái này gặp nhiều lắm các bạn. Rồi chúng ta thấy ô đầu tư coin này, ngon này, không sao hết. À, và chúng ta có 200 triệu. Bởi vì bây giờ đó là cái tháng đều đặn 200 triệu sau một năm là chúng ta có được khoảng 2 tỷ. Và chúng ta để đó chúng ta thấy phí. Chúng ta thấy là ồ, tiền nhàn rỗi. Và nhiều người nói rằng là tiền nhàn rỗi bây giờ không biết làm gì thì đó là đồng tiền chết. Và hãy đi đầu tư đi. Và các bạn biết điều gì không? Khi đầu tư chúng ta phải hiểu chúng ta không thể vứt tiền một cách vô trách nhiệm với đồng tiền của mình được. Và khi bắt đầu chúng ta phải nghiên cứu về đầu tư, tâm trí chúng ta bắt đầu bị lệch lạc rồi. Chúng ta đã bị phân tâm rồi. Thì chúng ta ở mắc lưng chừng đó là Diamond, hoặc là Blue Diamond, hoặc là Ruby, hoặc là Emerald. Cứ lên xuống, 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 lên xuống. Chúng ta không thể đột phá được. Thực tế đây là cái mà tôi đã gặp rất nhiều. Và rất nhiều người mời tôi, nói tại sao bạn có tài năng như vậy, bạn có khả năng về đào tạo, bạn có khả năng về huấn luyện, bạn có khả năng về marketing, bạn có khả năng về build nhóm, tại sao không đứng ra sản xuất một công ty, làm một công ty? Nhưng tôi biết khi làm ra cái đó nó có rất nhiều thách thức.
và tôi đã định hình rõ là tôi làm vì điều gì rồi. Và mục tiêu của tôi đó là gì? Nên cái việc mà chúng ta xác định là mục tiêu chúng ta là gì, mục đích của chúng ta là gì, điều đó nó rất quan trọng. Và chúng ta cần phải lường trước. Lúc này đây là lúc mà chúng ta bị phân tâm nhiều nhất. Bởi vì có rất nhiều lời nói, rất nhiều cái lời của người ta nói với mình ấy, nghe cảm thấy rất là hợp lý. Và thế chúng ta bỏ tiền ra một ít ở đây này, bỏ tiền ra một ít chỗ kia. Thế chúng ta mất. Là nếu được có chút xíu. Và thời gian đầu tiên cảm thấy nó rất được rất nhiều. Nhưng sau này khi mà chúng ta càng mất tiền, cảm xúc chúng ta bị tụt xuống. Và tâm trí để chúng ta làm con đường này không còn nữa. Và kết quả chúng ta không đâu vào đâu hết. Uy tín của chúng ta cũng mất đi rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì chúng ta trong mắt của đội ngũ lead của mình đó, họ thấy mình không còn tập trung nữa rồi. Mình không còn được cái tố chất. Ví dụ như chúng ta đang đá banh, nếu Ronaldo đang đá banh tốt mà bây giờ nhảy sang bơi thì không bao giờ có tên của Ronaldo trong cái bản đồ bóng làng bóng đá, không phải trở thành huyền thoại được. Messi cũng không bao giờ trở thành huyền thoại nếu như Messi vừa đá banh vừa chơi bóng rổ, lại vừa chơi bóng bầu dục, lại vừa đi bơi. Mà vì cả cuộc đời từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, Messi chỉ chơi một môn duy nhất đó là bóng đá, Ronaldo chỉ chơi một môn duy nhất đó là bóng đá, thì mới trở thành một huyền thoại được. Và thậm chí rất nhiều người người ta mời đi đóng quảng cáo, đi làm cái này làm cái kia, nhưng Ronaldo và Messi không làm những điều đó. Có là hiếm hoi lắm thì ông ta mới làm một vài lần thôi, nhưng không phải là nhiều. Nhưng có những cầu thủ ở hạng B thì người ta đi đóng quảng cáo, người ta đi làm rất là nhiều. Nhưng đối với những con người xuất chúng đó, họ chỉ theo đuổi một con đường, theo đuổi vào một thứ thôi. Và khi mà tôi hiểu được về nguyên lý này, rất nhiều người họ rủ tôi đầu tư về coin, rủ tôi lấy cái tiền nhàn rỗi đó để mua nhà hay là mua đất để đầu tư. Nhưng tôi biết rằng là nếu mà mình cần phải dành thời gian để suy nghĩ về làm những điều đó đó, mình không thể bỏ tiền vào mình mua đại được. Thì như vậy mình sẽ bị phân tâm về tâm trí của mình, nguồn lực của mình bị phân tán, thì mình không tạo nên một cái sức mạnh được, mình không tạo nên một nguồn năng lượng đủ lớn để tạo nên một cú hích đủ lớn được, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta phải biết từ chối nói không với tất cả mọi thứ để tập trung vào một thứ. Lên đến năm 30 tuổi chúng ta phải trở thành team lead Platinum 4 star. Và nếu mà chúng ta vào năm 25 tuổi chúng ta trở thành team lead Platinum 4 star khi mà chúng ta chỉ tập trung vào một thứ, vào một con đường, và chúng ta không bị lệch lạc dù chỉ là tiền nhàn rỗi chúng ta bỏ vào một cái gì đó thôi, thì đó cũng chính là vấn đề nó làm chúng ta bị lệch. Chúng ta nghĩ rằng là không có vấn đề nhưng thực ra nó ảnh hưởng rất nhiều. Downline sẽ sao chép bạn, đội ngũ nhân sự nhìn vào bạn, và mọi người nhìn vào bạn, và bạn đã mất đi cái sự định hướng và tập trung rồi, bạn mất đi cái bản sắc của chính mình rồi. Và chúng ta thấy có một người nào mà kinh doanh nhiều thứ, làm nhiều thứ mà thành công lớn chứ? Chỉ ở mức hạng sèn thôi, vừa thôi, có tiền thôi, nhưng không thể trở thành một nhà lãnh đạo lớn được, không thể trở thành một người siêu giàu có được. Đó là một thứ các bạn. Nhưng khi mà chúng ta làm là xây dựng đội ngũ, đến năm 25 tuổi chúng ta trở thành team lead Platinum 4 star, đến năm 30 tuổi chúng ta trở thành thành viên 20 triệu đô. Và đến năm 35, 40 tuổi, việc mà chúng ta trở thành có 1 triệu đô một tháng đó là chuyện rất bình thường đúng không ạ? Nếu chúng ta tiếp tục xây hàng ngang, chúng ta tạo ra nhiều team lead. Đầu tư bất động sản nào mà bằng đầu tư executive đúng không ạ? Để có được 1.000 đô một tháng ấy, chúng ta phải bỏ ra 5 tỷ mua một căn nhà để cho thuê. Nhưng chúng ta chỉ cần có 4 executive thôi là chúng ta đã có 1.000 đô một tháng rồi đúng không ạ? Và quan trọng là 4 executive này, mà chúng ta đào tạo, chúng ta đào sâu, chúng ta dồn toàn tâm toàn ý, dồn mọi nguồn lực của chúng ta để hỗ trợ và huấn luyện cho họ trở thành một nhà lãnh đạo đấy, thì 4 con người này có thể là 4 năm sau trở thành 4 team lead Platinum 4 star. Và 4 team lead Platinum 4 star thì mỗi tháng cho bạn 1 tỷ đồng một tháng. Đó là tối thiểu nhé các bạn. Vậy thì 4 con người mà bạn dồn đầu tư trong 4 tháng này này, 4 năm này này,
mỗi tháng đều mang về cho bạn 1 tỷ đồng, thì cái lợi nhuận của đầu tư đó nhiều không ạ? Có đầu tư nào bằng đầu tư như vậy đúng không ạ? Nên chúng ta hãy trở thành một con người thông minh, tập trung vào một thứ, một con đường thôi. Bởi vì cái giai đoạn 200-300 triệu này là giai đoạn mà nguy hiểm nhất, và nhiều người bị rớt này và không bao giờ trở thành một con người đột phá, không trở thành một con người xuất chúng, trở thành một con người kiệt xuất, có một nguồn thu nhập đột biến, bởi vì họ bị lệch lạc. Và các bạn biết thời điểm năm 2017 đó, thị trường coi nó đang bùng nổ đúng không ạ? Và nhiều người kêu tôi là chỉ cần bỏ tiền vô như vậy là lời thôi, nhưng tôi vẫn không, bởi vì tôi cần phải tập trung vào mục tiêu của mình. Và các bạn biết những người bạn của chơi co của tôi đến bây giờ đó, làm sao mà thu nhập bằng mình được? Đó là những người mà của cùng với tôi, cùng thời điểm của tôi đó, bởi vì họ bị lệch hướng. Họ nói là giá như hồi đó ta làm với mày thì hay biết mấy rồi. Tôi mới nói là hãy tập trung vào dài hạn, chứ không phải tập trung vào những cái ngắn hạn. Tập trung vào cái tương lai của mình đấy. Và chúng ta cần phải có chiến lược, có định hướng, có bài bản. Thì lúc đó thành công chúng ta mới giàu có, mới giàu dài được. Chúng ta hãy nghĩ đi. Bây giờ chúng ta tập trung build 10 năm để chúng ta có 10 Team Elite Platinum 4 Star G1. Vậy thì 10 năm hoặc là 10 năm chúng ta có 20 Team Elite Platinum 4 Star G1 của chúng ta. Thì gọi là một tháng chúng ta sẽ có được 20 tỷ đồng đến từ 20 Team Elite Platinum 4 Star. Nhưng của tôi thì không, tôi đặt mục tiêu đó là kiến tạo ra 1.000 Team Elite Platinum 4 Star trong 5 năm tới. Mình đặt ra một cái mục tiêu thách thức để mình tập trung cao độ. Và tôi nói không với tất cả mọi thứ, để tập trung vào một thứ duy nhất, tập trung vào một mục tiêu duy nhất để đạt được nó, thì thành công chúng ta mới lớn được. Chứ không phải mới có 300 triệu, 500 triệu một tháng là chúng ta bỏ cái này một chút, chúng ta làm cái kia một chút, thì chúng ta không bao giờ tạo nên một cái sức mạnh đủ lớn được hết. Ok các bạn, đó là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta trong cái buổi tối này. Nói về cái này, chúng ta hãy nhớ, hãy hình dung về thành quả này này, chứ không phải là chỉ có vài 300 triệu, 400-500 triệu trong quá trình mà chúng ta đi. Chúng ta bị lệch hướng rồi đấy. Có thể bây giờ nó tăng cho chúng ta thêm được một ít, thêm được một ít, nhưng nó không giúp cho chúng ta về lâu dài đâu. Nó lâu dài cái thời gian đó, thay vì chúng ta đầu tư vào cái đội ngũ Team Elite Platinum 4 Star chúng ta trong tương lai đó. Đó mới là cái điều quan trọng. Ok chưa? Rồi ha. Bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về những bài học, những giá trị mà chúng ta nhận được từ tối hôm nay đến bây giờ. Tôi muốn chúng ta hãy comment về những bài học, về những giá trị mà chúng ta nhận được từ tối hôm nay đến bây giờ và giai đoạn livestream này các bạn. Và hay là những câu hỏi gì? Ok. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment. Hãy comment những bài học, những giá trị mà chúng ta nhận được từ tối hôm nay đến bây giờ các bạn. Ok. Cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem livestream từ tối hôm nay đến bây giờ. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào 10 giờ đêm của ngày mai nhé các bạn. 10 giờ tối ngày mai. Và hãy add tất cả những người bạn của mình chúng ta vào xem lại livestream này vào trước 12 giờ trưa của ngày mai nhé các bạn. Và hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trong tối hôm nay. Tôi muốn chúng ta hãy viết những cái comment về những bài học mà chúng ta học được trong tối hôm nay nhé các bạn. Và chúng ta sẽ ứng dụng những bài học này như thế nào? Chúng ta ứng dụng những bài học này như thế nào trong cái công việc và trong cuộc sống của chúng ta? Ok. Hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trong buổi tối hôm nay. Ok các bạn. Và chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta hãy lưu vào điện thoại của mình nhé các bạn. Chúng ta hãy lưu vào điện thoại của mình, đó là báo thức 22 giờ tối ngày mai để chúng ta xem livestream. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn chúng ta một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp
thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.